Theo đạo Phật thì không có tà ma, chỉ có trong tâm. Nhưng theo nhà ngoại cảm Bích Hằng ở trong nước cho biết, đã truy tập được 10.000 liệt sĩ, nghĩa là cô ấy đã thấy được cô hồn của người chết. Như vậy sự kiện này có thật không? Vì cô ấy đứng nói chuyện trước các sư thầy, Phật tử vân vân tại chùa Hoằng Pháp. Cái này muốn biết thì về chùa Hoằng Pháp hỏi. Cổ nói chuyện ở Hoằng Pháp mà hỏi em sao được? Hỏi vậy em trả lời không được, em hoằng hoại hay sao? Bây giờ cái chuyện cổ nói gì mình không biết, nhưng mà mình nói cái nghiệp thôi. Ma nó cũng là cái nghiệp, ma cũng là nghiệp. Bởi vì cái nghiệp mà tương ưng thì cảnh giới ma cũng là một cõi tái sinh. Mà đó là mình nói cái cõi đó. Mà bây giờ ví dụ thôi, bây giờ mình không tin có ma, có ảnh hưởng gì tới đạo Phật không? Không. Vì sao? Vì đạo Phật không chủ trương nói chuyện ma. Nhưng mà Đức Phật là người thấy biết các cõi, Đức Phật nói cho mình nghe. Mình không tin cũng sao hết á, tại vì chủ đích của đạo Phật không phải nói những chuyện đó. Và chủ đích của đạo Phật là hướng dẫn chúng ta tu tập giải thoát an vui. Mình tin cũng không sao, mình tin thì có thể là mình cố gắng mình lánh cái điều dữ, lo làm điều lành vì mình sợ cảnh đó. Còn mình không tin cũng không sao, vì mục đích của đạo Phật là dạy mình cái đó. Nếu mà mình đặt lại một câu hỏi, ở trên đời này có những cái mình không thấy thì cũng không có nghĩa là không có. Ví dụ như hồi mình ở Việt Nam, mình nghe nói nước Mỹ, nước Úc, nghe nói thôi chứ biết nó ở đâu, vì nó quá xa vời đối với mình. Và thậm chí mình nghe nói tới năm 2000, dám nghĩ tới mình sống tới năm 2000 không? Mình cứ tưởng tượng năm 2000 là nổ một cái ra chết hết vậy, chết queo. Mình không dám nghĩ tới là mình sẽ sống tới năm 2000. Cho nên ở trên đời có những cái mình không thấy thì cũng không chắc là nó không có. Chỉ có điều mình, nó không có là không có với cái thấy của mình thôi. Còn ở trong cái quyển Đức Phật và Phật Pháp á, thì cái quyển đó Ngài Narada Ngài cũng có nói vậy đó. Mình có tin hay không nó không ảnh hưởng gì tới đạo Phật hết. Đạo Phật là chỉ cho mình cái cách tu tập để giải thoát. Còn các việc khác thì mình không dám nói, là bởi vì mình không thấy, phải không? Và các vị đó người ta nói gì thì mình phải tìm ngay trực tiếp mình hỏi, hay nơi nào ta tổ chức. Chứ còn mình không thấy, không biết gì mà mình lạm bàn là không nên. Con rất thường nghe các bài pháp của thầy và đã giúp con rất nhiều trong cuộc sống. Duy chỉ còn một việc, xin hôm nay có dịp mong thầy chỉ dạy. Vì nghiệp và phước như thế nào mà khi có việc là mọi người đều nhớ đến tên con, nhưng khi có quyền lợi thì tên con bị quên. Thậm chí cùng làm một việc nhưng cũng không được quyền lợi. Thôi thì bây giờ cái Phật tử hỏi là không biết cái này là nghiệp hay phước. Mà hễ mà có việc gì làm á thì nhớ con, mà tới hồi hưởng thì không có. Thì có thể cô này không biết cái này phước hay họa, phải không? À, thật sự ra đó, nếu mà mình nghĩ đây là cái phước cũng là tốt. Mình nghĩ cái gì mà để cho cái tâm mình nó hướng thượng, nó tích cực, nó vẫn tiếp tục làm việc lành mà không hề chán, cái đó mới quan trọng. Còn nếu mà mình nghĩ là mình nghiệp, cái tự nhiên mình trùng lại. Còn mình nghĩ đây là phước. Phước là làm sao? Mình được làm mà không cần hưởng. Bởi vì trong 10 điều tâm niệm cũng có nói đó, thi ơn đừng mong cầu báo, vì cầu báo là thi ơn có mưu đồ. Thế thì trong 10 điều tâm niệm thì chúng ta phải tâm niệm cái câu đó, một trong 10 điều: thi ơn đừng mong cầu báo, vì cầu báo là thi ơn có mưu đồ. Coi thi ơn như đôi dép bỏ,
Vì vậy cho nên khi mình làm việc gì cho ai, mình đừng đặt một cái vấn đề là mình được cái gì. Thì khi mình không được gì, mình cũng không có gì để khổ. Còn nếu là mình nghĩ rằng khi mình làm cái này mình được cái gì, mà lỡ không được cái gì thì mình bị nhiều cái gì, không có gì nó làm cho mình khổ. Ta không là gì thì ta mới là tất cả. Mình không là gì mình mới là tất cả. Còn mình là gì rồi thì không ai dám nói mình là gì nữa. Cho nên cái việc gì mình làm mình cứ làm, vì đó là cái phước của mình được làm. Đừng nghĩ cái đó là nghiệp. Thật sự ra mình cũng có một cách quán nghiệp, nhưng mà thay vì mình quán nghiệp thì mình phải quán là phước. Để gì chi? Để mình làm mà không thối chí, không nản lòng. Bởi vì Bồ Tát, các vị Bồ Tát hay phát ba nguyện: nguyện tâm như hư không, nguyện tâm như đại hải, nguyện tâm thương tất cả chúng sanh. Tâm của Bồ Tát phải như hư không, như đại hải. Còn thân của Bồ Tát thì như kiều, kiều là cái cầu, như cái cầu để cho mọi người đi qua. Bồ Tát phát nguyện vậy đó: nguyện thân con như kiều lương, nguyện thân con như mặt đất. Bởi vì mặt đất thì người ta chạy xe lên, người ta đi bộ qua. Thì cuộc đời mình cũng vậy, hễ mà tâm mình rộng thì thân mình nó kiên trì theo đó. Cho nên á, không sao, cũng có được sự thông cảm. Nhiều khi mình cũng buồn chứ, mình là người mà, phải không? Tại sao mà lúc mà làm thì kêu mình, mà lúc hưởng không kêu, buồn chứ. Nhưng mà thôi, thì mình đã thường nói rồi, chỗ nào cần thanh niên có, chỗ nào khó thanh niên dâm. Lao động là vinh quang. Thưa đại chúng, là mình nên quán đó là cái phước của mình. Pháp Hòa ví dụ như á, mỗi khi mình chán một cái việc gì á, trời ơi sao tôi chán quá, cái nghiệp gì mà nặng nề u uất cứ báo tôi hoài, nhiêu đó thôi, chứ là tự nhiên mình không cố gắng gì nữa hết. Giờ mình ngồi qua quán lại, đây là cái phước. Cái phước mới được vậy chứ đâu phải giỡn đâu. Giờ mình thấy được cái phước đó thì tên mình, quý vị thấy không, Bồ Tát Quan Âm nè, khi mà mình khổ cái mình réo ngài, mà réo đủ 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 danh hiệu luôn nha: Nam Mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thinh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quảng Đại Quán Thế Âm Bồ Tát. Đó lúc khổ đó. Còn lúc mình khổ vừa vừa là Nam Mô Cứu Khổ Quán Thế Âm Bồ Tát. Lúc mà mình hết khổ, Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Nhưng mà quý vị thấy, bây giờ mình chỉ cần nhìn lại bản thân tu học của mình. Thường thường mình mà khổ nhiều, bắt đầu mình mới tới Phật, mình hì hục, mình cúng, mình lại, mình cầu đủ thứ. Rồi Phật cũng ngồi, Phật có nhiều chùa thì Phật để hai tay dưới lòng bàn chân kiểu ngồi thiền. Có nhiều chùa thì bắt ấn, như tượng đây chuyển pháp luôn, bắt ấn chuyển pháp luôn. Cho nên rồi á, các Phật, các Bồ Tát cũng ngồi chịu trận với mình. Mà hồi xưa có một hòa thượng, ngài làm bài thơ: gặp việc đáo đầu mới chịu tu, Phật tiên hiền thánh réo lu bù, vái vang khẩn nguyện kêu in ỏi, trong lúc bình thường thấy lặng ru. Niệm Phật một hồi thôi bỏ luống, tụng kinh đôi chút lại chân luôn, tu như điển chớp xương đầu cỏ, giỏi nói hô hào biết lối tu. Thì nói như vậy để mình ví dụ, người ta khổ mà người ta réo tên mình là Bồ Tát đúng nghĩa. Tại vì sao? Tại Bồ Tát là phát nguyện rồi. Nếu người thấy tên, nghe tới tên con, thấy hình con, xin cho họ được phát tâm Bồ Đề. Kỳ hữu kiến ngã tướng, nải chí văn ngã danh, giai phát Bồ Đề tâm, vĩnh xuất luân hồi khổ. Nghe tên con, thấy hình tướng con, hết khổ. Thành thử giờ mình ta khổ, ta cần cho ta réo tên mình là mình Bồ Tát rồi, phải không? Quý vị nhớ Quan Âm không?
làm cứu khổ vậy đó, mà tới hồi vô tận ý dân chuỗi ngọc trị giá nghìn vàng, vậy mà Bồ Tát không nhận. Sorry I can't. Rồi Bồ Tát vô tận ý nói xin Quan Âm Bồ Tát hãy thương hàng tứ chúng mà nhận chuỗi ngọc. Lúc đó Quan Âm cũng chưa chịu nhận, trừ khi nào Phật Thích Ca lên tiếng. Phật Thích Ca nói thôi Bồ Tát nhận đi, vì thương hàng tứ chúng mà nhận. Quan Âm Bồ Tát nhận xong rồi làm gì? Dâng chuỗi ngọc lên cúng cho Phật Đa Bảo và Phật Thích Ca. Thấy không? Nhiều đó thôi là mình học hạnh rồi. Tôi làm tất cả việc nhưng mà các vị đừng có cúng gì cho tôi. Ngồi hễ mà nói cúng á, thì muốn cúng là tôi nhận, nhưng mà nhận rồi tôi làm việc khác. Đó, cái hình ảnh đó là hình ảnh để cho chúng ta học hỏi đó. Cho nên thôi ok ha, hoan hỷ ha. Đừng thấy là nghiệp mà thấy là phước. Mà thấy là phước cho nên làm dẻo dai, làm không mệt nghỉ. Ở thế gian mình đi làm còn có về hưu, chứ là Bồ Tát không có hưu à. Mà quý vị cũng thấy thầy nào hưu hết á. Làm trụ trì, hết làm trụ trì rồi giao trụ trì lại cái lên làm viện chủ. Làm viện chủ là người coi sóc tinh thần của đại chúng, chứ gọi là nghỉ, chứ cũng thật sự chưa có ngơi nghỉ thật sự, vẫn còn quan sát. Sao là con có hai câu hỏi, kính mong thầy giải đáp cho chúng hiểu. Người chết cúng chay thì tốt phải không thầy? Nhưng còn có nhiều nhà còn cúng mặn. Con hỏi tại sao không cúng chay? Người ta nói khi còn sống không thích ăn chay nên cúng mặn. Con nói người chết đâu có ăn được, chỉ có người sống ăn không hà. Sát sanh nhiều làm cho người chết thêm tội và không được siêu thoát. Con kính mong thầy từ bi đức độ khuyên các bác cô chú hãy viết di chúc để lại khi chết cúng chay, và ngày dỗ cũng vậy, để con cháu có được bữa ăn nhẹ nhàng bớt sát sanh. Này cô này cũng yêu cầu các bác viết di chúc kìa. Chắc Pháp Hòa cũng về làm cái quá, để make sure đệ tử cúng chay. Thưa đại chúng, thật sự ra đó là tại vì mình có một cái quan niệm cúng chay. Chứ còn các nước như là Ấn Độ, Campuchia, Lào thì họ đâu có truyền thống ăn chay, phải không? Thì đại chúng cứ nhớ là mình làm tất cả những gì trong khả năng của mình. Thật ra cúng chay là một phần tạo phước cho người mất thôi, chứ không nghĩa là hoàn toàn. Còn ngoài ra chúng ta còn phải làm nhiều cái việc phước thiện khác để hồi hướng cho người mất. Thì bây giờ cái người trong gia đình hay ai đó mà chưa phát tâm cúng chay, nhưng mà bù lại người ta làm việc thiện khác, thì mình hãy ghi nhận cái điều đó rồi từ từ chuyển hóa. Chứ cũng đừng có nặng nề chuyện cúng chay hay cúng mặn. Nếu nói là cúng không ăn, thì chắc gì đồ em đồ chay lên mà ăn. Vì hồi nãy cô cũng trả lời đó, cô nói cái người kia nói là lúc còn sống, người sống nó không ăn chay, cho nên bây giờ tôi muốn cúng là tôi chỉ cúng mặn thôi. Thì cô này cũng mới nói lại, cô nói cúng là cúng vậy thôi chứ người chết không có ăn. Thì thôi nếu mà cô chắc họ không ăn thôi để cúng gì cũng được. Còn nếu mà cô muốn chắc ăn nữa thì mỗi lần biết con cháu nhà đó sắp cúng mặn thì xi nhan trước người chết. Nói bữa nay cháu bà đem lên đồ mặn bà đéo mà đừng ăn nghe không. Đó là cái quan niệm của mình thôi. Chứ còn các nước khác họ đâu có ăn chay đâu mà họ cúng chay. Mà thật sự các nước khác cũng không có cúng nữa. Các cái nước như Lào, Campuchia cũng chẳng cúng nữa. Cúng này là cái truyền thống của Á Đông, đặc biệt là Việt Nam, Trung Quốc. Chứ còn nước Lào, nước Campuchia người ta không có cúng dỗ kiểu như mình đâu. Cho nên đừng có nghĩ là cái này là cái chung, chẳng qua là cái truyền thống của người Việt mình nhớ nghĩ ông bà là chúng ta cúng những ngày dỗ. Cho nên mình khuyên được thì tốt, còn không được thì mình tùy duyên. Cái thứ hai là giống như cổ đề nghị vậy đó, quý bác nào muốn con cháu mình có một cái lễ nghi cho mình theo cái ý mình thì nên chuẩn bị trước. Để em thôi mất công rồi mình không vui.
Cứ mỗi lần ngày lễ cha mẹ hoặc birthday tổ chức ăn mặn chúc cha mẹ tuổi thọ mà sát sanh mọi con vật thì đâu có ý nghĩa gì phải không thầy? Con kính mong thầy có đầy đủ lòng từ bi và đức độ khuyên Phật tử tổ chức tiệc chay tốt cho cha mẹ, cho nhiều gia đình con cái không ăn chay, nhưng vì thương cha mẹ, nghe lời cha mẹ ăn được một ngày chay cũng tốt. Cái này là có cái ý tốt muốn khuyên, nhưng mà đâu có nghĩa là em làm được. Em khuyên thì em khuyên, mà người ta làm hay không là ta tùy theo ý người ta thôi. Nhưng mà tốt, tức là mình có cái ý tốt là muốn hướng dẫn cho mọi người, vì cha mẹ mà hãy nên tập bớt sát sinh để cho cha mẹ được cái phước. Cái đó là theo cái ý nghĩa tốt của mình. Nhưng mà mình phải nhớ là người không có duyên thì đôi lúc chúng ta cũng không làm gì được. Người ta, xin lỗi đại chúng, là cái trái cây á, mà mình đem từ trên cây xuống mình ăn á, nó ít có ngon bằng cái trái nó tự chín trên cây. Cái trái mà nó chín trên cây chúng ta gọi là trái gì? Chín cây. Còn cái trái mình hái xuống mình ép cho nó chín thì kêu là gì? Vú nó, phải không? Làm cho nó mau chín thì ăn cũng được, nhưng mà cái ngọt nó không thật ngọt. Thì cũng như thế, người mà không đủ duyên, không có thể nghe những cái điều mình nói thì cũng khó lắm chứ không phải đơn giản. Nhưng mà thôi thì ở đây chúng ta thấy cái điều gì lành chúng ta cần nói thì cứ nói, và chúng ta cứ khởi duyên cho mọi người. Còn được như thế nào là tùy cái duyên, cái phước của mọi người họ nhận cái phần đó. Con xin thầy chỉ dạy về vấn đề tôn giáo. Con tu theo Tịnh độ, chồng con thì theo Thiên đạo. Chúng con thường hay bất hòa, con kính xin thầy ban cho chúng con lời khuyên nào để giải quyết được sự bất đồng về vấn đề này. Có giải quyết gì đâu. Cái này là do mình không hiểu thôi. Bây giờ trước hết đó, nó là Thiên đạo. Là Thiên đạo là cái gì? Ở bên Đài Loan có một cái tôn giáo đi, có một cái giáo phái gọi là Thiên đạo. Thì các vị này tin vào Đức Phật Di Lặc, cho nên chỉ thờ Đức Phật Di Lặc thôi. Và mỗi ngày các vị này sẽ đảnh lễ Đức Di Lặc bao nhiêu lại đó, để mà cầu xin về cái cõi trời của Phật Di Lặc. Người ta không phải Phật giáo, nhưng mà thật sự ra cái này nó cũng bắt nguồn từ đạo Phật. Cái cách ăn chay hay là tín ngưỡng Đức Phật Di Lặc cũng bắt nguồn từ đạo Phật thôi, nhưng mà người ta lập tông riêng, phái riêng, gọi là Thiên đạo. Bây giờ mình tu Tịnh độ là mình cầu xin về cõi cực lạc của Phật A Di Đà. Và bây giờ quý vị cứ nghĩ hai cái đức tin khác nhau mình tối ngày cứ gây hoài thì đâu phải là người tu, phải không? Cho nên mình đừng có mất thời gian làm cái việc đó. Mình chỉ ghi nhận và những gì lành thiện nơi người khác người ta làm. Bây giờ một người mà có được cái Thiên đạo, mặc dù nó không cùng với cái ý mình có thể tạm cho người ta chưa đúng đi, cái đó là mình cho người ta vậy đó, nhưng mà người ta vẫn còn có một đức tin nào hơn là người ta không có tin gì hết. Cái hơn nữa là Thiên đạo là vậy thôi, còn sâu sắc nữa thì mình phải tìm hiểu. Nhưng mà trên căn bản Thiên đạo là những người tin vào Đức Phật Di Lặc. Còn mình á, Pháp Hòa nói bây giờ chẳng những riêng, đừng có nói chi Tịnh độ với lại thiền hay là mật gì đó. Bây giờ đại chúng để ý, mình á, là người muốn phát huy Tịnh độ, cái mình chê thiền. Mình nói tu Tịnh độ nửa chết có chỗ về, anh tu thiền nửa chết không có chỗ. Bởi vì tu thiền không có hướng tâm về sanh cõi nào, thì mình nghĩ là chết không có chỗ để đi, thì mình bài xích thiền. Và thiền á, thì bài xích tịnh. Thì bây giờ quý vị thấy là có phải mình muốn phô trương cái tông của mình lên là vướng vào cái gì? Tham. Mà người khác bị chỉ trích thì nổi gì? Nổi sân. Rồi cuối cùng hai bên leo thang chỉ trích nhau là sĩ. Muốn phô trương cái tông mình nhưng mà rốt cuộc bị tham sân si chi phối. Thành thử cũng phải để ý cái chuyện đó. Cũng để ý cái chuyện mà thật ra tất cả pháp môn chỉ là phương thuốc, nó không phải là cái gì quan trọng mà để chúng ta gọi là chỉ trích. Thuốc uống
Thuốc uống thì thuốc nào cũng giống nhau, miễn thuốc nào hết bệnh là tốt, cho nên đừng có kẹt vào cái việc đó. Con tu theo tịnh độ, con tin là lúc lâm chung sẽ có Phật Tam Thánh đến rước. Vậy làm sao biết được là Phật A Di Đà đến rước hay là ma vương giả dạng đến rước? Mình là member của Phật Di Đà mà không biết Phật Di Đà ra làm sao à? Thưa đại chúng, là đây là Pháp Hòa nói theo cái pháp tu thôi. Khi mà mình bây giờ đơn giản thôi nè, quý vị là những Phật tử có đi chùa, có tiếp xúc với một số chư tăng rồi, bây giờ một vị thầy tu nào thật tu và một người tu giả mạo tiếp xúc với quý vị, hồi quý vị nhìn ra không? Ra chứ. Cái người mà họ không thật tâm tu, họ đâu có được những cái hạnh đức như vậy. Cái tướng đi của họ, cái ánh nhìn của họ đâu có giống như một cái người tu. Mình không phải là thầy bói, cũng không biết coi tướng, nhưng mà xem cái bộ gió cũng đoán được chút chút. Đó, mắt phàm mà còn chuyện đó được thì huống chi mình hằng ngày mình giao tiếp với Đức Phật, mình niệm danh hiệu Phật, mình quán tướng Đức Phật, quán tượng Đức Phật, trì danh niệm Phật đủ cách hết, không lẽ lúc đó mà không biết Phật nào sao? Còn muốn biết thì sắm cái đồ ra. Quý vị nhớ là ánh sáng của Phật và ánh sáng của ma, tự nhiên lúc đó mình cảm được. Cho nên hàng ngày mình nhìn tượng Phật, mình quán tượng niệm Phật, và tâm mình không hề nghĩ cái chuyện tạp khác, thì không có lo cái sự giả mạo. Mà nếu có đi nữa, tự mình sẽ nhìn ra được. Cái điều đó không thể nói. Con kính chúc thầy đi hoằng pháp được an lạc. Thưa thầy, khi còn trẻ mẹ con là người rất tốt, nhưng bây giờ lớn tuổi tự nhiên mẹ con đổ nghiệp thân khẩu ý, xin thầy từ bi chỉ bảo. Mẹ con vẫn thường niệm Phật và Quan Âm, nhưng đều xin cho gia đình con cái công danh sự nghiệp, mẹ không nghĩ hướng về Phật Pháp. Tại vì mình đã hướng ở một cái mức độ cao hơn, thì mình nhìn mẹ niệm Phật tụng kinh bằng một cái điều rất là đơn giản, là chỉ cầu nguyện cho con cái. Nhưng mà bây giờ mình nghĩ như thế này nè, cái này cũng không có gì gọi là đổ nghiệp, trừ khi nào mình, thí dụ bây giờ cái người đó tham sân si đầy đủ, thân nghiệp khẩu nghiệp luôn luôn tạo những cái điều không thiện, thì mình xót thương, mình hướng dẫn để cho cái vị đó tiêu nghiệp tiến tu. Còn bây giờ quý vị nghĩ một bà cụ hiểu Phật Pháp một cách đơn giản là gì? Niệm Phật cầu an cho con cái. Vì bà muốn con cái bà khỏe mạnh an vui, cho nên bà mới cố gắng bà tu và niệm Phật. Như vậy cũng là một cái hướng tốt. Tại vì một con người mà người ta có một cái điểm, cái đỉnh nào để người ta hướng thì người ta mới phát tâm. Ví dụ như chúng ta cũng vậy, muốn tu tốt cho nên mình mới hướng tâm đường tu, và mỗi ngày mình nghe Pháp mình học, vì mình muốn một ngày nào đó mình tới cái chỗ cao tột hơn, hay hơn. Vì vậy cho nên hồi nãy mình có nói ở bên chùa Phổ Minh đó, tinh tấn nó có một loại gọi là gì? Lợi lạc hữu tình tinh tấn. Vì lợi lạc cho mọi người mà làm. Thì mẹ cũng thế, mẹ vì muốn sự bình an cho con mà cố gắng niệm Phật. Nhưng mà nếu mình không nói cái điều đó, chưa chắc bà có một điểm để bà tu. Bây giờ nè, mình ít có khi nào mà đến với Phật một cách đơn thuần, chỉ thắp cây nhang lắm. Đa số là mình có điều kiện: Phật phù hộ cho con đòi được nợ kỳ này, con cúng phần nửa in kinh. Mình luôn luôn có điều kiện. Mà hễ mà mình đang bệnh, Phật phù hộ kỳ này cho con hết bệnh, con xuống tóc cho con trai 3 tháng. Lúc bình thường đâu chịu xuống tóc đâu, kỳ này bệnh quá xuống tóc và ăn chay 3 tháng. Thật sự bây giờ mình nghĩ coi, ít khi nào mình đến với Phật mà mình không có điều kiện với Phật lắm. Mà mẹ hễ mà Phật mà có điều kiện, mà Phật mà cho mình được cái là mình lấy Phật linh. Thành thử ra mình cũng đừng có nhìn bà cụ là một dạng gọi là tu dở,
Nhưng mà bất quá là ở một cái hình thức, một cái tâm niệm đơn thuần của một người mẹ, một bà cụ là thương con và ráng tu thôi, thì cái đó chúng ta cũng nên trân trọng. Rồi từ từ mình hướng thêm. Ví dụ bây giờ mình thấy nếu mà bà nè không vì niệm Phật cầu nguyện cho con, như hồi sáng con, hôm tối hôm qua con bà cụ đó 86 tuổi mà giờ vẫn đi club, thì quý vị so ra bà má mình ngồi ở nhà niệm Phật cầu an cho con với bà cụ 86 tuổi đi club mỗi tuần muốn nào, phải không? Trước con kính chúc thầy vạn sự cát tường hỷ lạc, sau con kính xin thầy giảng cho con được hiểu một điều. Con thấy có người ngồi trước bàn Phật khấn xong rồi mới lại, còn con khi đốt nhang đứng trước bàn Phật khấn xong rồi quỳ lại, có khi con chỉ xá xá, xá ba cái được không vì đau chân? Ngồi và đứng khấn Phật cái nào mới đúng lễ? Con kính xin thầy giảng cho con hiểu để làm đúng theo nghi lễ cho khỏi thất lễ với Phật. Thưa thầy, trình độ học kém của con có điều chi sơ sót, kính mong thầy hoan hỷ. Tái bút: con gặp thầy thật chứ không mơ, thấy thầy rất khiêm cung và từ bi hoan hỷ, không khác gì vị Bồ Tát. Bây giờ bà cụ á, có lý do là đau chân cho nên là đứng khấn Phật thôi. Rồi bây giờ bà hỏi vậy chứ bây giờ khấn xong rồi lại hay là lại xong rồi khấn? Quý vị thường thường khấn xong rồi lại hay lại rồi khấn, hay vừa khấn vừa lại? Chắc vừa khấn vừa lại để cho thấy mình tha thiết, phải không? Thật sự ra cái nào cũng được hết, nhưng mà thông thường chúng ta thường làm là chúng ta khấn xong rồi chúng ta lại, lại rồi chúng ta lui. Thường thường mình muốn thưa gì ấy, bẩm, bẩm xong rồi bắt đầu hành lễ tạ ơn rồi lui. Cũng giống như mình bái kiến hoàng thượng vậy đó, đó. Tâu trình với hoàng thượng xong rồi cái là hạ thần cáo lui. Thì bây giờ mình cũng cáo lui với Phật bằng ba lại. Cái đó là Pháp Hòa nói theo cái hình thức lễ nghi. Bây giờ hết trơn hết là mình nói thế nào là nghi lễ. Nghi là hình thức bày tỏ, lễ là sự cung kính. Nghi lễ nghĩa là hình thức bày tỏ lòng cung kính, cho nên gọi là nghi lễ. Lễ là sự tôn kính, còn nghi là hình thức, là lễ nghi, nghi thức. Chúng ta làm cái gì cũng đều là bày tỏ cái hình thức cung kính của chúng ta thôi. Còn cái chuyện tùy sức khỏe, bây giờ ví dụ Pháp Hòa nói không được phải lại Phật, mà giờ mở ngoặt đau chân rồi sao lại? Không, thành thử ra tùy theo sức khỏe mà chúng ta tu tập, chúng ta đến. Và đại chúng nhớ là khi mà chúng ta lại Phật là chúng ta bày tỏ lòng biết ơn thôi, chứ không phải là để Phật cho mình cái gì. Mình thờ Phật, mình lại Phật là để bày tỏ lòng biết ơn của mình đối với Phật. Con quy y từ lúc còn nhỏ, khoảng 10 tuổi, sau này trưởng thành, con đọc sách và nghe các bài pháp thoại của các thầy về tam quy ngũ giới, nên cũng hiểu về giới và việc giữ giới. Con xin hỏi thầy, con có phải quy y lại không? Chữ quy y lại á, được. Bởi vì sao? Bởi vì khi còn nhỏ mình quy y, ý thức mình chưa có đủ. Bây giờ mình lớn lên, mình nhận thức đầy đủ thì mình nên trở về một chùa nào mình có lễ quy, mình xin nghe giới trở lại và mình xin tự thân tâm của mình lúc đó phát nguyện ba pháp quy y, để cho mình tiếp nhận cái pháp này bằng cả cái ý thức trọn vẹn của mình, mà không phải cái ý thức mơ hồ như lúc nhỏ. Lúc nhỏ 10 tuổi ba mẹ dẫn đi chùa thì biểu mình đọc thì mình đọc, chứ ý thức mình chưa có. Còn bây giờ là mình lớn rồi, mình đủ nhận biết thì mình nói là con xin quy y Phật, thì cái câu này nó từ tâm mình lưu xuất ra là hôm nay con đã nương Phật, nương Pháp, nương Tăng. Trường hợp đó gọi là quy y lại. Mà chữ lại đây không có nghĩa là mình phản thầy,
xa bạn gì cả, mà vì chúng ta muốn đích thân tâm của chúng ta bằng tất cả sự ý thức của chúng ta mà phát nguyện thôi. Và nếu mình nhớ pháp danh của mình thì vẫn giữ pháp danh cũ đó mà không cần thay đổi. Mà quý vị cũng đừng nghĩ rằng ai, thí dụ bây giờ quý vị nào lớn lên mới quy y đi, nhưng mà nếu trong vòng một thời gian nào từ 3 tháng trở lên mà quý vị không ôn lại những cái giới đó đó thì coi như mình cũng đã thiếu sót rồi đó. Cho nên Phật tử mà quy y rồi đó là mỗi tháng ít nhất một lần phải tụng giới, ít nhất một lần phải ôn đọc những cái giới đó lại, chứ không phải là quy y rồi là để cuốn sổ đó rồi là mình thành pháp đâu. Lễ quy y sẽ được tiếp tục duy trì nếu mỗi tháng vẫn còn tụng giới. Cho nên Phật tử là phải tụng giới, mỗi tháng một lần tụng năm giới mà mình thọ, 10 giới thập thiện, tại gia Bồ Tát giới, chứ không nên không tụng giới. Còn thí dụ như mình thấy một vị thầy nào mà mình có thể nương tựa thì mình xin thầy đó làm vị thầy y chỉ cho mình, để mình nương tựa vị đó mà chúng ta tu tập. Cho nên dù Phật tử có thọ giới rồi, thí dụ ngày hôm nay đi, một số quý vị đăng ký gọi là quy y, nhưng mà quý vị nhớ là khi mình đăng ký quy rồi thì bằng tất cả ý thức của mình ngày hôm nay, nhưng cũng phải thường xuyên ôn tụng, chứ không thôi là chúng ta sẽ mất đi cái ngày lễ thọ giới đó. Sao con ngủ, con nằm chiêm bao, con thấy bóng người đứng trong phòng con rất sợ. Việc này xảy ra thường xuyên, xin thầy chỉ con làm sao để ngủ ngon giấc mà không còn mộng mị. Thưa đại chúng, Pháp Hòa chỉ là người nói Phật Pháp thôi, chứ đâu phải chuyện gì trên đời cũng biết. Ngủ không được cũng réo, mà say lúc ngủ được không thấy nhắc. Thưa đại chúng là như thế này nè, Khi mà mình đi ngủ đó, hay là đời sống hàng ngày của mình đó, mình phải tập có sự thiền định. Vì hàng ngày á, những cái gì chúng ta tiếp xúc á, nó trở thành ra những cái hạt giống, những chủng tử nó rơi vào trong cái tàn thức của mình, cái bộ nhớ của mình đó. Rồi khi mình ngủ đó thì cái ý thức mình đó, đi vào cái kho đó, nó mời ra, nó móc ra. Thành thử ra nếu mình thường hay sợ hãi ma thì mình thấy ma, tại vì mình thương sợ, cho nên cái hạt giống sợ ma nó nằm ở trong mình. Cho nên thường thường á, mình nghĩ cái gì thì nó rơi vô cái memory của mình, cái tàn thức của mình. Và thưa đại chúng, khi mình ngủ đó, cái thức của con mắt á, nó ngủ, cái thức của lỗ tai nó ngủ, thức của lỗ mũi nó ngủ, thức của cái miệng nó ngủ, thức của cái thân nó ngủ, nhưng mà có cái ý thức nó không ngủ, nó đi vô trong cái tàn thức, nó moi ra. Cho nên mình thường có chiêm bao. Và chiêm bao là tại vì hằng ngày có thể là mình chứa cái đó. Còn nếu ví dụ mình nghĩ rằng có một cái vong nào đứng đâu đó đi, thì mình khấn họ, hay là mình niệm Phật, cho mình niệm Phật, mình ngồi thiền để cái tâm mình đủ định tĩnh, thì cái đó cũng có thể không xuất hiện. Nó có thí dụ như mình trì chú nè, mình niệm Phật nè, mình thiền tĩnh nè, để làm sao mình giảm được cái đó. Và thậm chí mình thấy họ thường xưa mà mình quả quyết là có họ, mình khấn họ đi. Thôi quý vị ơi, tôi biết quý vị thường hay hiện hình hiện tướng mà tôi sợ lắm, quý vị đừng có cho tôi thấy. Mình có thể khấn họ được nếu mình có cái niềm tin. Và thưa đại chúng là cái gì cũng vậy hết, mình có cảm là có ứng. Tại vì mình khấn Phật được thì các cái cõi âm đó mình nói cũng được. Nhưng mà mình nói ra theo tâm lý là để làm gì? Để mình cảm nhận là mình nói rồi đó, mình xong rồi đó. Cái đó là tâm lý. Ví dụ nè, mình dạo một cái mâm cơm lên bàn thờ mình để, mình không nói gì cũng không sao hết đó. Nhưng mà cái tâm lý là phải nói Nam Mô Di Đà Phật, hôm nay chủ nhật cuối tuần, tới phiên tôi trị nhật nấu ăn,
tôi xin làm một ít thức ăn chay lên cúng các vị vong nam nữ thờ trong chùa, các vị về thọ rồi hưởng rồi nghe kinh rồi siêu thoát nghe. Tâm lý mình nói vậy đó, cái mình cảm nhận là tôi nói rồi, mấy ông mới bả về ăn rồi đó. Nhưng mà nếu mà lỡ ông bà nó nói cảm ơn giảm đứng đó thấn nữa không? Cái tâm lý thôi. Cái gì mình làm, ví dụ mình dọn vô nhà mới, cái mình mua dĩa trái cây, cái mình khấn thổ địa, nói hôm nay ngày mấy tháng mấy con tên gì vậy ha, à, gia đình con bắt đầu hôm nay dọn vô nhà này để cư ngụ ở đây, giờ con có chút ít hương hoa trà quả, kính dâng chư vị đất đai nhân trạch thần hoàng bổn cảnh ngũ phương ngũ thổ tiền hậu địa chủ xin các vị cho phù hộ cho con đây được yên ổn. Nói xong cái cảm giác là đó, tôi cúng mẹ ổng rồi đó, tôi xin phép hết rồi đó. Mà nếu ông thổ địa nó ổng chồi lên nó ít quá à con ở được không, bán nhà gấp mà. Tâm lý thôi. Cho nên là mình, ví dụ mình thấy họ mình khấn là mình có cái tâm lý là mình đã trình, mình đã xin họ rồi, mình xin họ rồi. Cho quý vị thấy là lúc nào, cho vì vậy á, cho nên trong trong cái pháp hành trì là mình hay dùng cái nhang vậy đó. Cái nhang là cái khói hương nó bay tỏa ra, cái mình khấn nguyện để làm gì, để mình có cảm nhận là mình đang tiếp, mình đang tiếp xúc. Cây nhang đó là cái giao thoa giữa mình với người ở một cái cõi giới nào đó. Nhưng mà thật sự ra quý vị không có nhang cũng không sao hết á. Mình khấn là theo cái tâm của mình thôi. Mà bây giờ không nói ra thành lời được không? Mình nói trong lòng cũng thành như thường. Nhưng mà cái tâm lý mình nói ra được thì tức là mình có cái cảm nhận như mình đã trình bày xong rồi. Có nhiều người ở Việt Nam á, người ta đập đầu cá lóc, ta ăn mỗi ngày, ta cắt cổ gà, cổ vịt, cái người ta học một câu. Trước khi cầm cái dao cắt cổ gà lên, cái nói vô con gà: thác thác sanh tùng tùy nhân tướng, đầu thai kiếp khác làm ăn. Đừng đầu thai con gà con vịt mà bị người ta cắt cổ nhổ lông nghe con. Nói xong cũng cắt nhỏ như thường. Nhưng mà tâm lý nói vậy xong rồi vẫn cắt cổ nó, rồi mà mình ý nghĩ rằng á, mình đã độ nó rồi đó. Còn có nhiều người Nam Mô A Di Đà bà dạ ra tha dạ ra điều gì. Cái đó là mình kêu là tụng chú giảng sanh cho nó siêu thoát. Nó mà nó dãy ra được, nó nói bà đừng cắt, tôi còn linh hơn bà tụng nữa. Nhưng mà bà nói tâm lý đó. Ăn chay là tự mình phát nguyện ăn chay. Nhưng mà mình thèm quá, cái tự mình suy nghĩ ra 12 giờ khuya rồi, qua ngày mới rồi, thôi ăn mặn đi. Và mình bắt đầu mình đặt ra một câu chuyện là Phật ngủ rồi. Quý vị thấy tâm lý không? Tự mình muốn ăn vậy nè. Cho nên là mình mới có một bài thơ đó: ngày rằm phát nguyện ăn chay, nửa đêm thức dậy thở dài, giữa đón đêm khuya chờ Phật ngủ, nướng khô vừa chín miệng vừa nhai. Thật nữa là anh mà muốn cái đó rồi, cái gì anh nói cũng được hết. Anh mà muốn ăn mặn cái rồi, cái đợi 12 giờ cái anh nhảy qua ngày mới. Rồi còn có kiểu ăn chay này nữa nè: sáng sớm là ăn chay tới 12 giờ thôi, qua 12 giờ là nói giờ gì biết không? Hết giờ ngọ rồi, giờ của Phật hết rồi, bây giờ giờ cõi âm. Thật sự mình ăn kiểu nào cũng tốt hết á. Bây giờ ví dụ quý vị quan niệm vậy, quý vị ăn nửa ngày chay cũng quý nữa, cái đó vẫn quý như thường chứ không có gì từ chối hết á. Nhưng mà Pháp Hòa trình bày ở đây để thấy là khi cái tâm niệm của chúng sanh mình muốn cái gì là tự mình create, mình tạo một cái để cho nó có cái excuse. Đó, có một cái gì để mình nói. Có bà cụ đó, bà đi chùa, bà cầm bịch cam tới bàn thờ nào cũng bà để một trái vậy đó. Tới hồi bà ra cửa chùa, cái tượng Đức Phật đáng sanh chỉ tay trời tay dưới đất như nè, bà hết cam rồi. Cái bà lợi ngay cái tượng, bà vỗ đầu: trời, tội nghiệp con. Bà xin lỗi con, tại con nhỏ con đứng bà không thấy.
bữa sau nghe con, bữa sau, bữa sau. Tất cả đều là cái tự cái tâm mình sinh. Giống như gần đây mà người ta treo cái chữ phúc đó. Thường thường treo chữ phúc ta treo thẳng vậy, mà gần đây mấy còn chừng chục năm gần sau này Pháp Hòa thấy ta treo cái chữ phúc đảo ngược lại. Thì hỏi sao vậy thì người ta mới giải thích, tại vì người ta phát âm là phúc đảo. Đảo là đảo ngược lại, nghĩa là cái phước nó trở lại với mình. Bây giờ mình treo 100 câu đi mà không làm phước, phước tới không? Nhưng mà tâm lý treo cái chữ phước ngược lại là phúc đau, phúc tao 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 đau đau. Cho nên toàn là phát âm thôi. Thưa thầy, con rất mến mộ thầy, hầu như đêm nào con cũng nghe thầy giảng trước khi đi ngủ, và con luôn cầu mong có ngày gặp được thầy ở ngoài đời chứ không phải qua YouTube. Cách đây hơn 1 tháng con được biết thầy sẽ qua Úc giảng, con mừng vô cùng. Cũng là lúc công việc của con ở hãng rất bận, con chưa bao giờ say no khi boss kêu làm thêm, phần vì con cũng muốn kiếm thêm tiền. Còn vài ngày nữa thầy qua tới Sydney, con vừa muốn gặp thầy vừa muốn làm thêm, như vậy thì mệt quá. Chà, khó ăn à nha. Này là mắng vốn á. Không chừng lát nữa thầy có gì chia nữa. Trong lúc đó con nghĩ tới mẹ Quan Âm và cầu xin người cho con đừng làm thêm thứ bảy. Không ngờ lời cầu xin của con thật là linh nghiệm. Cả hãng con không ai làm thêm. Con kể cho ông xã nghe sự linh ứng của mẹ Quan Âm, ông xã nói con ích kỷ. Tiếp 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 tiếp. Ông xã nói con ích kỷ, nếu muốn không làm thêm thì xin một mình thôi, thì tại sao muốn mọi người đều nghỉ? Thầy ơi, có phải con ích kỷ quá không? Như vậy là mai mốt ai có cần gì đừng kêu con này xin. Xin một và được 10 đó. Thưa đại chúng, là cái gì cũng do cái tâm mình nghĩ, thấy không? Thật sự ra mình có xin, nếu mà cái tâm mình thành thì nó cũng ứng, chứ không phải là không. Nhưng mà cái này là cái tội xin xong rồi còn khoe. Khoe cho nên nó bị dũa. Lần sau nhớ xin nó nói mẹ ơi, mẹ có linh cho mình con nghỉ thôi. Mà Quan Âm nào cũng rảnh ghê. Em xin cho em nghỉ giảng mà không cho. Còn cô này cổ xin nghỉ mình, cổ làm mà cho nguyên hãng nghỉ. Quan Âm này rảnh. Cô không có ích kỷ đâu, tại cái hãng cô hên thôi. Tại vì nếu như mà cô ích kỷ thì cô nói là cho nguyên hãng nghỉ đi, để đừng ai có tiền giống con hết. Thật sự ra thì nhiều lúc mình may mắn gặp đúng lúc thôi. Rồi bây giờ quý vị nhớ là ở đời có nhiều lúc không bao giờ cái gì mình được cả hai đâu. Hễ mà bây giờ nếu mình chấp nhận đi làm có thêm tiền thì mình hy sinh buổi giảng. Còn mình thấy rằng bao lâu thầy mới qua một lần,
có dịp mình lên thăm thầy, đừng nói đặt vấn đề gọi là giảng, không giảng gì hết đó. Đâu phải quý vị nghe mấy buổi này rồi quý vị thành đạo đâu. Quý vị nghe hàng trăm buổi, hàng ngàn buổi rồi, mình cũng là mình không hơn được gì hết. Chẳng qua là mấy ngày nay chúng ta gặp nhau như một sự thăm với nhau, trong cái thâm tình Phật tử. Pháp Hòa nhận mấy ngày nay Pháp Hòa không có dám nghĩ là Pháp Hòa đi giảng thuyết đâu. Pháp Hòa chỉ dám nghĩ rằng Pháp Hòa đang đi một chuyến để thăm quý Phật tử thân thương, chứ không dám nghĩ giảng thuyết. Còn nếu mà xin lỗi, nếu gọi là giảng thuyết, quý vị nghe trong băng đã đủ chứ đâu cần phải gặp nhau. Nhưng mà gặp nhau đây là mình bày tỏ cái tình thân của mình. Biết nhau ở trên YouTube, quen nhau bằng tình cảm long distance. Cháu bây giờ được cơ hội gặp nhau như thế này thì hãy đến với nhau, có mặt cho nhau trong từng giây phút vậy thôi. Cho nên ví dụ như Pháp Hòa chỉ còn có một buổi chiều ở đây đó thôi, chỉ còn gặp nhau một chiều nữa thôi. Một chiều nữa thôi là xa nhau rồi. Ngày mai các du về lại với đời, còn lại mình ta trong kiếp lang thang. Cho nên mình gặp nhau thì hãy cứ vui. Cuộc đời như gió thoảng mây trôi, lợi danh như cuốn mây chìm nổi, chỉ có tình thương để lại đời. Cho nên đạo hữu muốn gặp nhau thì hy sinh không đi làm. Còn nếu mình xin mẹ Quan Âm mà cho mình được nghỉ, đó là mình may mắn gặp đúng thời. Chứ đừng có nghĩ là Quan Âm linh vậy mai mốt cứ xin kiểu này hoài là Quan Âm hơi cực á. Mà hãy cho mình nghỉ thì boss ế nó mới cho nghỉ, phải không? Mà hãng ế mới nghỉ, mà hãng ế là mình cũng tiêu á. Đó đời mà được này phải mất kia. Cho nên nếu mà thí dụ không được, bây giờ muốn xin nghỉ mà hãng không cho bắt mình đi làm, thì thôi giờ mình chỉ có một trong hai thôi. Thậm chí còn phải đi làm nữa là khác. Con trai con đang tuổi teen, sinh ra Úc, cháu sometimes nghe thầy giảng online. Cháu hiểu Phật giáo không phải là một tôn giáo, vì Đức Phật là người có thật, người tìm ra chân lý, chỉ dẫn cho mọi người con đường đi đúng. Nên mỗi khi cháu feel phone, cháu viết no religion, even cháu đã có pháp danh đốt nhang niệm Phật mỗi tối. Con có nói với cháu feel Buddhism, chỉ hình thức thôi, but he said no, con phải làm sao? Thứ hai là có địa ngục là có thật hay không? Tại vì có thầy giảng là không có địa ngục. Như trong kinh Du Lan Bồn, Mục Kiền Liên vào địa ngục cứu mẹ, con confused quá, xin thầy giải thích giùm con. Trước hết là mình nói về cái cách hiểu của cái em nhỏ này. Tại vì xưa nay ai cũng hiểu đạo Phật là một tôn giáo, mà đã là tôn giáo thì phải có một vị giáo chủ có đức tin, có nghi lễ vân vân. Thì được, mình cũng có thể nhìn đạo Phật là một tôn giáo. Nhưng đạo Phật sâu sắc hơn nữa, không phải chỉ dừng ở một tôn giáo đức tin, mà đạo Phật là một phương pháp để sống, một phương pháp để thực tập, để chúng ta chuyển hóa những đau khổ trong cuộc sống hàng ngày. Bởi vì nếu tôn giáo chỉ có mặt cho con người mà không hướng dẫn cho con người pháp môn tu tập, mà chỉ biết một lòng kính tin, thì lâu ngày sẽ biến một tín đồ đó trở thành mê tín, mù mờ và không hiểu mình tin cái gì. Đạo Phật mình có thể nhìn ở cái mặt là một tôn giáo, nhưng mà chúng ta không dừng ở đó, và chúng ta phải phát triển cái chữ đạo Phật sâu hơn nữa, là một lý lẽ, một đạo đức, một lý lẽ để dạy cho chúng ta sống cho lành thiện. Vì cái em này nó còn nhỏ, cho nên nó nghe sao nó sẽ dính thế. Đạo Phật không phải là tôn giáo,
Cho nên khi mà nó điền vô một cái đơn đi học, hỏi là có đạo gì thì nó nói nó no religion. Phải không? Thì có thể nó chưa hiểu hết chữ đạo là con đường, là bổn phận, là phương pháp sống. Thì chúng ta sống và có đường để sống, có con đường để đưa chúng ta đến chỗ an lạc, thì đạo Phật cũng là đạo. Mà đạo này không phải là chỉ ở đức tin, mà đạo này là con đường để hướng dẫn chúng ta đi đến cái chỗ an vui, hạnh phúc. Mình đi đâu mà không có đường, không có đường đi lạc thì sao? Cho nên phải biết đường đi mới được. Nhưng mà nếu chúng ta hiểu đạo này là một tôn giáo thì có thể chúng ta confused không? Có thể chúng ta không điền. Nhưng mà nếu mình nhận rằng đạo này là con đường để dẫn dắt mình đi thì mình có đạo chứ. Cho nên có nhiều Phật tử nói tôi quen với cái anh đó, ảnh có đạo. Ý họ nói đạo gì? Đạo Chúa đó. Còn mình không đạo. Không phải như vậy. Ai cũng có đạo hết. Bởi vì người không có đạo là không có đức. Đạo đức. Mà con người có đạo nghĩa là con người có cái phương pháp, có con đường để chuyển hóa khổ đau, mang lại an vui. Thế thì chúng ta làm sao không đạo được? Nhưng mà cái đạo của chúng ta hiểu không phải là một tôn giáo thuần túy, mà đây là một con đường hướng dẫn. Hỏi anh có đạo gì không? Nói dạ tôi có, tôi là đạo Phật. Thì đạo Phật là đạo gì? Đạo giải thoát, đạo tỉnh thức. Con đường của tôi là con đường tỉnh thức. Chứ cái chữ đạo tôi không phải là một tôn giáo đức tin thuần túy. Thế nếu nó hiểu vậy thì nó sẽ điền, nó là Buddhism. Mình giải thích. Còn nếu mà em nói dù nó điền là nó không đạo, nhưng mà đời sống hàng ngày nó rõ ràng, nó theo cái đường lối của Đức Phật, thì nó là đạo Phật rồi. Vì đạo có ba nghĩa. Đạo là con đường, đạo là bổn phận. Như vậy thì đạo là bổn phận, là lý tánh tuyệt đối. Thì nếu mà con người nào mà sống được với một cái đường lối nào đó để cho con người mình ngay ngắn thẳng tắp, rõ ràng mình có đạo. Ví dụ mình theo năm giới là cái cách sống của mình là nương vào cái đạo. Đạo đó là năm giới để chúng ta hành trì, chúng ta sống trong đời sống hàng ngày. Đó là thông qua tạm giải thích như vậy. Thì quý vị có cô có thể giải thích thêm cho cháu. Còn nếu cần nữa cho nó có số phone, cho nó trực tiếp nó nói chuyện để Pháp Hòa giải thích cho nó hiểu sâu hơn. Nó hiểu như vậy là nó hiểu theo cái cách mình giảng là đúng rồi đó. Nhưng mà nó hiểu như vậy thì tội nghiệp cho nó, tức là nó chưa có hiểu hết. Rồi bây giờ nó cần phải có một người nào đó khai thông cho nó cái chữ đạo sâu sắc hơn nữa. Thí dụ như ngày xưa Đức Thế Tôn thành đạo với cội Bồ Đề, thì các em nhỏ Trăn Châu gần đó, nó đến nó hỏi, nó thưa Đức Thế Tôn, con đường của Ngài là con đường gì? Ngài nó tìm ra được con gì? Con đường gì? Nó con đường của ta là con đường tỉnh thức. Mấy đứa nhỏ mới nói, ô, vậy hả? Vậy thì chúng con có thể gọi đạo của Ngài là đạo tỉnh thức được không? Đạo tỉnh thức là đạo Phật. Bởi vì chữ Phật là tỉnh thức, là giác ngộ. Người mà đạo Phật nghĩa là luôn luôn đi theo cái phương pháp, con đường làm sao sống mà chúng ta có tỉnh thức giác ngộ là đạo Phật. Vậy thì không thể nói là tôi không có đạo gì hết á. Anh không có đạo là anh không có đức. Mà anh có đạo cho nên anh mới biết ăn nói, cách sống, cách ăn thói ở tùy thời vân vân. Cho nên có đạo chứ sao không được. Cái thứ hai là có địa ngục không? Và trước hết mình định nghĩa chữ địa ngục. Địa là dày chắc, ngục là tối tăm. Địa ngục là nơi nào dày chắc, sự tối tăm là địa ngục. Địa ngục có mấy nghĩa. Thứ nhất, nghĩa thứ nhất của chữ địa ngục là khổ cụ, nghĩa là đầy đủ cái khổ. Nghĩa thứ hai là bất lạc, nghĩa là không vui. Nghĩa thứ ba là khả yểm, đáng sợ, đáng chán. Khổ cụ, bất lạc, khả yểm, vô gián là sự khổ không dừng nghỉ. Thế thì đó là mình hiểu nghĩa địa ngục. Địa ngục có, cho nên địa ngục còn được một cái nghĩa là hữu, và cái nghĩa nữa là vô. Địa ngục
nghĩa là hữu, địa ngục nghĩa là vô. Vô với ai? Vô với người không có tâm địa ngục. Hữu với ai? Hữu với người có tâm địa ngục. Bây giờ Pháp Hoàng ví dụ nè, ở Sydney này có casino không? Nhưng mà nếu người không thích cờ bạc, không chơi cờ bạc, biết casino nằm đâu không? Mà một là không biết, mà có biết cũng có vô không? Không. Như vậy đối với người không ghiền cờ bạc, casino có không? Không. Mà bây giờ nếu mà cái người mà họ ghiền cờ bạc rồi á, có casino không? Có trong tâm họ rồi. Họ cho nên rảnh giờ nào là họ kiếm casino giờ đó thôi. Cho nên địa ngục là hữu, địa ngục là vô. Vô với người tương ưng cái nghiệp lực với địa ngục. Hữu là hữu với những người tương ưng với nghiệp của địa ngục. Còn vô là vô với những người nghiệp không tương ưng với địa ngục. Cho nên địa ngục ở đâu? Khắp nơi, khắp chỗ. Địa ngục không phải trong lòng đất không đâu. Thí dụ bây giờ bước ra cửa thôi, mà một người nào đó mà họ nổi khổ đau, phiền não, sân hận là địa ngục có mặt với họ. Cho nên có một ông Phật tử ông vô, ông hỏi một vị hòa thượng: bạch hòa thượng, xin hòa thượng chỉ cho con biết, nói cho con nghe, thế nào là thiên đường, thế nào là địa ngục. Hòa thượng nghe xong sáng chổng bạc tay, ông rượt hòa thượng chạy muốn chết. Hòa thượng nói: ô, địa ngục tới rồi, địa ngục tới rồi. Lúc đó ông tỉnh, ông giật mình, ông chắp tay: mô Phật, con sám hối với hòa thượng, con hiểu rồi, con sám hối hòa thượng, con hiểu rồi. Hòa thượng nói: ô, thiên đường tới rồi. Và quý vị thấy địa ngục với thiên đường nằm đâu? À, cho nên á, địa ngục là hữu vô khổ cụ. Trong gia đình mình á, vợ chồng con cái bà con quyến thuộc không bao giờ có thể ngồi lại nói chuyện với nhau. Khổ cụ không? Khổ cụ nghĩa là đầy đủ cái khổ. Và có những lúc mà buồn chán đến mức độ là đi làm mà không muốn về nhà, chỉ muốn đi shopping, đi vòng vòng tới hết giờ về nhà ngủ thôi. Sáng sớm là muốn đi ra ngoài thiệt là sớm, không muốn về nhà, khả yểm, chán quá, không muốn thấy cái nhà này. Vô gián là không dừng sự khổ đau. Cho nên địa ngục, có một loại địa ngục là địa ngục vô gián là vậy. Thì cho nên đó, khổ cụ, bất lạc, khả yểm. Địa ngục có chứ, có với những người tương ưng, không là không với những người không tương ưng. Cho nên chữ địa ngục còn được dịch là hữu và vô. Đối với con, những lời pháp nhủ của thầy qua con được nghe qua YouTube lúc nào con cũng thật thâm sâu, nhưng đơn giản và gần gũi, đã giúp con giải quyết được nhiều khúc mắc trong cuộc sống gia đình và các căng thẳng trong công việc. Nhưng khi thật sự được gặp thầy và nghe giảng pháp Tổ Đình Phước Huệ, ý nghĩ thầy là vị Bồ Tát với tâm từ bi lớn mà con cũng đã từng có trước kia trở thành thật là khiến con vô cùng cảm động. Bây giờ câu hỏi: con xin thầy chỉ dạy cho con những phương pháp căn bản dễ thực hành để chuyển hóa tâm vọng động phiền não thành tỉnh giác, tỉnh lặng. Thì cái này đó là tất cả những gì mà chúng ta đang mong muốn. Ai cũng muốn tâm mình tỉnh giác, tỉnh lặng hết. Bây giờ mình muốn như vậy thì mình phải học một cách mà Phật giáo gọi là quán chiếu. Chỉ có khi nào chúng ta có đủ trí tuệ quán chiếu thì chúng ta mới vượt thoát được những khổ đau phiền muộn. Quán chiếu cái gì? Quán chiếu vô thường. Bởi vì tất cả các pháp, không có pháp nào là thường hết. Ví dụ như mình gặp một cái người đó, sao họ hay gây khó dễ với mình, thì bất quá cũng chỉ mấy tiếng trong thời gian đi làm thôi. Còn về nhà mình sẽ gặp những cảnh duyên khác. Cho nên tất cả những phiền não là tại vì do chúng ta không đủ tư duy quán chiếu để thấy rằng tất cả những cái này là những pháp môn để giúp cho mình chuyển hóa từ cái phiền não thành ra bồ đề giác ngộ.
Quý vị nhớ á, ngài Tam Tạng Huyền Trang trong Tây Du Ký đó. Và trước khi Pháp Hòa nói thêm thì Pháp Hòa chỉ xin thưa thêm thôi, Tây Du Ký là một bộ truyện không có thật. Tây Du Ký là một bộ truyện hư cấu, không có thật. Chỉ một nhân vật có thật thôi, đó là ngài Huyền Trang, một nhân vật lịch sử có thật ở nhà Đường. Và sự kiện ngài đi đến Ấn Độ thỉnh kinh là một sự việc có thật. Nhưng mà nó không có tình tiết ly kỳ như Tây Du Ký kể là gặp ma quái yêu tinh gì hết. Cái bộ truyện Tây Du Ký là hư cấu nhưng có lòng chứa đạo lý trong đó. Ngài Huyền Trang không thể nào tới Tây Phương gặp Phật Tổ thỉnh kinh được nếu không có ba người đệ tử phò trì, đó là Ngộ Không, Ngộ Năng, Ngộ Tịnh. Ngộ Không là con khỉ, Ngộ Năng là Bát Giới, Ngộ Tịnh là Sa Tăng. Mà ba nhân vật này tượng trưng cho ba cái yếu tố tiêu cực ở trong chúng ta. Ngộ Không là tượng trưng cho sân, Ngộ Năng là con heo đó, tượng trưng cho tham, Sa Tăng tượng trưng cho si. Một người muốn tới Tây Phương thỉnh kinh không thể nào không đi với ba điều tham, sân, si. Bởi vì chúng ta tu là chúng ta tu với cái khó khăn, chứ còn cái dễ thì có gì đâu để nói mà tu. Mà nếu không có ba người này, mình không thể đắc quả tới Phật được. Vì ba người này giúp cho chúng ta chuyển. Cho nên Ngộ Không á, là tượng trưng cho sân á, thì ông này phải tu giới. Cho nên có cái dòng kim cô đè trên đầu ông. Ngộ Không là một con người thông minh nhưng nóng nảy, nhưng mà thần lực rất nhiều. Cũng thế, trí tuệ của chúng ta cũng linh động lắm. Nhưng mà nếu trí tuệ thông minh này không có tu tập thì có thể hại người, như là phá trời, phá địa ngục, phá Long Cung. Trí tuệ mà không có tu là trí tuệ nguy hiểm. Cho nên trí tuệ phải có tu, cho nên mới đội cái dòng kim cô là tượng trưng cho có một cái gì nó ngăn chừa, nó đóng khung, chứ còn không là nguy hiểm. Còn Ngộ Năng là một bản năng của con người, tham đầy đủ, tham sắc, tham tiền, tham danh, tham ăn, tham ngủ, gọi chung là ngũ dục. Ngũ dục là gì? Là năm thứ ham muốn: tiền tài, sắc đẹp, danh vọng, ăn ngon, ngủ kỹ. Nhưng mà những cái bản chất đó có trong ta không? Có không? Có chứ làm sao không? Có chứ làm sao không? Bởi vì cho nên thay vì chúng ta quá độ thì bây giờ tu lại cho nó điều độ. Cho nên gọi là Ngộ Năng. Anh ngộ rồi thì phải anh chuyên siêng năng, cần mẫn để điều phục ngũ dục ở nơi anh. Ngộ Tịnh là một con người si mê. Si là bản chất ngầm lặng, cho nên suốt đoạn đường đi Sa Tăng rất ít nói, và hầu như không có chủ động cái gì hết. Hai cái anh kia ảnh nói cái là Sa Tăng làm theo. Si mê nó cũng thế, nó muốn chửi ai cái là nó mê, nó không thấy biết gì, nó muốn nói gì nó muốn làm gì làm. Người mê thì không gọi là tỉnh, kẻ tỉnh thì nó gọi là mê. Cho nên muốn tu thành Phật, muốn tới Tây Phương để trọn vẹn chuyến đi của mình thì không thể thiếu ba người đệ tử tham, sân, si. Mà chính tham, sân, si chúng ta chuyển thành gì? Giới, định, tuệ. Giới, định, tuệ là tam vô lậu học. Mà chúng ta muốn thành tựu thì không thể thiếu giới, định, tuệ. Cho nên cái chuyện Tây Du Ký, ngài Huyền Trang là tượng trưng cho con người phàm trần như chúng ta đây.
Nhưng mà trong con người bình thường này có đủ ba thứ: tham, sân, si. Nhưng nếu chúng ta chịu khó tu tập, chúng ta sẽ chuyển tham, sân, si thành giới, định, tuệ. Vì vậy cho nên đi tới Tây Phương thỉnh kinh dễ dàng. Nhưng mà dễ không? 81 nạn, 81 nạn mới được gặp Phật Tổ thỉnh kinh. Nghĩa là gì? Nghĩa là chúng ta muốn thành tựu được thì chúng ta phải trải qua một quá trình thử nghiệm. Mà đặc biệt là càng tới Tây Phương thì ma quái lại càng năng lực. Chúng ta cũng thế. Chúng ta người tu tập mà càng tu tinh tấn chừng nào thì sao? Phiền não chướng duyên nó tới với mình nhiều chừng đấy. Nhưng không vì thế mà chúng ta lui sụp. Nếu chúng ta chỉ cần vượt thắng nó thì chúng ta sẽ tới được. Bởi vì ma nó chỉ có cái cách nó hù dọa thôi, chứ mình vẫn đi tới thì ma sẽ lui sụp, chứ không thể nào làm được gì mình. Cho nên ở đây cái pháp căn bản là niệm định tuệ. Hay nói đơn giản thôi là hãy chánh niệm. Bất cứ việc gì nó xảy đến trong chúng ta hàng ngày, hãy chánh niệm quán xét, tĩnh lặng cho kỹ. Ví dụ mình khởi sân si, chánh niệm tôi đang khởi sân si. Thì khi mình chánh niệm được như vậy thì dù mình chưa hết sân si, nhưng mà ít nhất mình chỉnh lại, mình chỉnh lại được cái độ sân si của mình, để mình không có quá đáng trong lời nói, trong hành động. Cho nên chứ đừng nghĩ rằng là mình tu là có cái gì đó nó rất là ghê gớm. Cho nên cô cũng đừng buồn, tại vì mình còn mấy cái này. Ngày nào còn đi trên đường thỉnh kinh là ngày đó còn gặp yêu quái. Và cho nên bộ Tây Du Ký là một bộ truyện lòng chứa rất nhiều đạo lý trong đó. Chánh niệm, thì khi mà chánh niệm nó có mặt với mình rồi thì tự nhiên tâm mình định tĩnh. Mà nhờ tâm định tĩnh cho chánh niệm nó cao. Cho nên quý vị cũng đừng có lo ngại, mình còn sống ở cõi đời này, ngày nào còn giao tiếp thì ngày đó còn tham sân si. Nhưng mà cái quan trọng là mỗi một lần nó trồi lên thì mình biết độ nó, giống như Ngộ Không thấy không? Mỗi một lần mà lên cơn phá, Đường Tăng làm gì? Niệm chú Kim Cô. Đó, đến khi nào mà ngộ không thuần thục. Cho nên rồi quý vị thấy không? Nè, trên đường ba cái anh này nè, gây gỗ nhiều không? Gây dữ lắm. Có đôi lúc lý trí nó nói thôi ngồi dậy niệm Phật đi, tối tao để từ chuông mỗi ngày 6 giờ sáng dậy niệm Phật. Thì cái con ma làm biến, con ma ham ngủ là tượng trưng con heo, nó nói sư huynh không thương sao, sư huynh bắt dậy sớm vậy, sư phụ còn chưa la mà sư huynh cứ la hoài, nằm xuống ngủ đi. Kê con mắt nằm xuống tiếp đó. Ba con đó nó nói chuyện với nhau, nó chống với nhau. Tham sân si trong mình nhiều khi nó cũng có đôi lúc á, cái trí mình nó cũng cao lắm. Nhưng mà rồi mà nó dựa khởi lên cái là có con heo, cái tham đó, nó có cách nó nói, cái tự nhiên mình nghe lời nó. Cho nên hồi xưa các vị hay nhắc mình đó, tình sinh là trí cách. Tình sinh trí cách là sao? Hễ một cái tình nào mình sinh khởi thì trí tuệ mình bắt buộc mình phải rời. Đó. Nó phải rời thì nó, cái trí mình nó rời mình thì cái tình cảm mình nó dễ nặng. Cho nên thôi thì đạo hữu cũng nhớ là mình ở trong cõi đời, còn giao tiếp là còn tiếp tục tu. Và đến khi nào mà tâm mình đối cảnh vẫn biết mà không dao động, cái đó gọi là gì? Đối cảnh vô tâm. Vô tâm không có nghĩa là mình thờ ơ lạnh nhạt, vẫn làm tất cả mọi việc nhưng bây giờ không dính mắc khổ đau gì nữa hết. Như cái đạo hữu hồi đầu hỏi đó, làm việc cho người ta mà sao không thấy người ta nhận cái gì chứ mình, mà cứ hễ chỗ nào cực nhọc là gọi mình vậy đó. Mình hãy đối cảnh vô tâm, làm tất cả việc
mà không việc gì mình thấy mình làm, thì chừng đó mình mới thảnh thơi được. Cho nên quý vị thấy trong 10 cái mục chăn trâu để mình chăn tâm đó, của nhà thiền đó, thì có một cái mục gọi là gì? Thõng tay vào chợ. Lúc đó thông dông đi vào chợ, tay vẫn xách cái giỏ cá mà không có gì trở ngại. Cái giỏ cá là tượng trưng cho trần lao, đi vào chợ là tượng trưng cho nhập thế. Mình đi nhập thế mình tùy thuận, nhưng tâm mình không nao núng, không có dính bận. Nói như vậy không có nghĩa là lý thuyết, mà chúng ta cần phải nhận cái đó làm cái pháp tu, để nó có thể thật sự nó ứng với cái cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Chừng đó mình nghe pháp dù một bài, nhưng mà lời pháp thấm thì một bài đó đã đủ. Nhưng mà mình nghe nhiều không phải là không tốt, nhưng mà mỗi một lần mình nghe thì nó giúp cho mình thanh lọc thêm được cái sự hiểu biết của mình, biết những điều chưa biết, sáng tỏ những điều chưa thông, làm cho trí tuệ mình sáng, giải tất cả mọi hiểu lầm, và làm cho mình tăng trưởng cái lợi ích rất lớn. Và đó là cái lợi ích của sự nghe pháp. Kính bạch thầy, con có một thao thức. Vì sao Đức Phật nói người nữ phải sau người nam một đời? Người nữ muốn thành Phật phải chuyển thân nam. Phật tánh đâu có nam hay nữ, giác ngộ đâu có phân biệt giới tính. Có những người nữ là đại trượng phu, có những người nam hạ liệt. Trong lịch sử có ngày Long Nữ thành Phật dù là thân súc sinh. Bà Visakha, hoàng hậu Mặc Lợi, ngay cả nàng Ma Đăng Già thân đê tiện vẫn thành A-la-hớn trước ngài A Nan. Xin thầy từ bi chỉ dạy. Thưa đại chúng, câu hỏi là thao thức. Không biết thao thức là tại sao người nữ lại sao người nam. Thưa đại chúng, đứng trên phương diện đại thừa với cái nhìn bình đẳng thì tất cả chúng sanh đều có Phật tính, có khả năng thành Phật dù vị đó là nam hay nữ. Nhưng ở đây trong kinh nói là chuyển nữ thành nam là một biểu tượng chuyển cái phàm thành cái thánh, chuyển cái khó khăn thành cái thuận lợi. Pháp Hòa thưa đại chúng, đối với cái thân á, thân nam á dễ dàng sinh hoạt hơn thân nữ. Thí dụ mình ở một quốc độ nào mà thiếu nước, người nam vẫn dễ chịu hơn người nữ. Đây là mình nói theo cái thân thể đang thọ thôi, đang thọ thân thôi. Thì thí dụ như người nữ mà đến cái ngày dơ mình mà không có tắm rửa gì thì rất là khó chịu. Cho nên đứng trên phương diện thân thì mình chuyển cái dơ thành cái sạch, chuyển cái khó. Cái khó đây là cái thân người nữ khó đi đứng. Thí dụ như người nam mình đi đâu ban đêm mình cũng không sợ, mà người nữ mà đi đâu tối khuya là sợ. Thậm chí nghe đứa con trai nó đi ra ngoài mình không sợ, mà mình nghe đứa con gái mà ra ngoài mình tối là mình lo. Vì mình biết rằng thân người nữ dễ bị người khác xúc phạm. Cho nên ở đây á, chỉ nói đến cái khó. Chuyển có nghĩa là gì? Mình chuyển cái nghiệp thôi. Mà chữ nghiệp ở đây không có nghĩa là xấu nữa. Trường hợp này không có là xấu, là mình thọ thân nữ thì có những cái khó khăn của người nữ phải chịu. Mà Đức Phật nói trong kinh người nữ có 5 điều khó. Một là dơ mình, hai phải làm vợ người nè, ba phải làm người mẹ nè, bốn là phải hy sinh nè, năm là phải bảo bọc. Quý vị thấy là một người nữ là mình phải mang nặng đẻ đau, trong khi đó người nam không bị. Và thí dụ như bây giờ con mà nó khóc á, ba có thể nằm ngủ không lo, người mẹ thì không thể làm được việc đó. Mà thậm chí bây giờ người chồng có bỏ mình đi nữa, mình cũng không nỡ bỏ con. Người nam có thể làm chuyện đó, bỏ vợ được, bỏ con được, mà người nữ khó làm được. Cho nên đó là cái đức hy sinh mà người nữ phải chịu. Còn đứng trên phương diện tu tập, nếu mà mình không bị cái thân người nữ, không mắc vào thân người nữ, thì cái sự đi đứng tu tập mình nó cũng dễ hơn. Mà trong kinh nói á, sanh về cái nước không có người nữ cũng không có kỳ thị nha. Cái chữ đó chỉ để biểu tượng rằng
không còn tính dục. Bởi vì hễ chỉ một nam giới thì không có nữ thì người nam không khởi tâm. Ở đây nam nữ là để nói lên cái chỗ quốc độ mà sống bằng dục nhiễm. Cho nên trong kinh nói là nơi nào không có người, sanh ở một quốc độ không có người nữ, thì không có nghĩa là kỳ thị không cho người nữ tới. Mà ở đây chỉ mới nói là sanh ở một quốc độ không còn có những cái dục của nữ nam, chỉ có ý thôi. Và đúng, thí dụ như có những người nữ nhưng mà rất trượng phu, thì cái người nữ đó tuy đang mang thân nữ nhưng mà đang chuyển rồi đó. Chuyển từ cái thân tướng thì chưa, mà tâm là chuyển rồi đó. Chứ còn chưa nói là mặc dù mình nói rằng người nữ cũng có tính trượng phu, nhưng mà tập nghiệp của người nữ là phần lớn là gì? Hờn, giận. Hay là thí dụ như mình có được những cái chức vụ gì đó, mình thường hay dính vào cái chức đó mà tháo quát nhiều hơn. Cho nên ở đây thì nói đến cái Đức Phật quán mỗi cái nghiệp ở trên mỗi cái pháp để mà Đức Phật chỉ thôi. Pháp Hòa nói ví dụ như là Hoa Huệ Việt Nam mình á, thì bây giờ mình nhìn cái hoa huệ cái mình nói trời, hoa huệ á, tuy nó thơm nhưng mà vài ngày mà chân trong nước là nước nó bị hôi lắm. Thì mình đâu có phải mình chê nó đâu, mình nói rõ cái pháp là cái thân của cây huệ tuy nó thơm nó đẹp nhưng mà nước nó thôi. Hẹ ăn ngon không, nhưng mà bỏ quên trong tủ lạnh thì sao, chịu không nổi. Dưa chua ăn bánh mì ngon không, nhưng mà quý vị thường thường mà quý vị mở cái tủ lạnh ra, mà tủ lạnh nào mà có để thẩu dây dưa chua mà củ cải trắng trong đó coi, hôi không? Hôi. Mà nó ngộ một cái mà mở ra nó trồn cái gì mà hôi dữ vậy. Nhưng mà ăn bánh mì mà thiếu nó, thiếu à. Như vậy thì mình nói đúng cái pháp của nó chứ không có chê. Pháp nó là như vậy thì mình nói nó là như vậy. Và nếu mình biết cái pháp nó như vậy thì mình làm gì đó. Ví dụ như người ta chưng hoa huệ thì biết rằng nó hôi như vậy, cho nên thường là 2 ngày người ta đổi nước một lần. Nó có cái cách đối trị, cái cách để mà mình làm sao chuyển nó. Pháp Hòa ví dụ như là mình cấm hoa lê dên, hoa huệ Đà Lạt á, mà muốn cho cái hoa huệ đó nở đều thì một là mình phải ngâm nước ấm, hai là mình đem về mình cắt xéo xuống. Khi mình mua về là được, không có để nguyên như vậy cắm mà phải cắt xéo xuống, cắm vô trong nước ấm để cho nó rút cái nước mình ấy lên, và đồng thời phải ngắt ở trên đầu của cái hoa đó một chút để nó nở đều từ trên xuống dưới. Nếu mà mình mua về mà mình để yên vậy đó là bảo đảm nó nở nhiêu là nở thôi, còn những cái nào búp là nó để chứ nó không nở đều ra. Còn mình ngắt ở trên ngay cái đầu của nó là nở đều từ trên xuống dưới. Rồi quý vị nào mà cắm hoa bằng cái mút màu xanh á, mà muốn cho hoa nó không hôi, thì khi mình đem cái mút đó về mình ngâm trong nước thì nhớ là cái nước bleach mình clean nhà đó, lấy cái nắp của nó, đựng đúng một cái nắp đó, trút vô cái quậy vô cái thùng nước ấm mà mình sẽ ngâm cái cục mút đó, ngâm mút trong đó thì nước mình, cái mút mình cắm hoa không bị hôi. Thì mình nói đúng cái pháp của nó rồi mình có cách để mình điều hành nó. Thì Đức Phật cũng là thế. Ví dụ Đức Phật nhìn các tướng, Đức Phật nói được cái tướng của nó, cái pháp nó là tướng nó vậy, bản chất nó là vậy, thì để nó có như vậy chúng ta không có khổ. Cho nên Đức Phật nói bản chất của người nữ là thường có những cái nghiệp đi theo sau, như là hờn giận, để lòng khó nguôi, ví dụ vậy đó, ganh tị. Thế mình biết cái pháp đó để chi? Để mình chuyển mình. Mình chuyển mình để làm gì? Để mình thăng hoa. Nói vậy không có nghĩa là người nam không có nha. Có những người nam tánh cũng y hệt vậy. Còn nếu nói chung là tất cả chúng sanh, hễ còn là con người thì tham sân si đầy đủ. Và tùy theo cái tu tập của chúng sanh mà tham sân si nó giảm hay nó tăng.
chứ không có cái ý kỳ thị, chứ không có gì phải thao thức. Đều có khả năng thành Phật hết, mà tùy theo. Cho nên Đức Phật á, muốn cho người nữ phải tu tiến, cho nên Đức Phật ra điều kiện là nếu một lần mà tu rồi á mà không thành công á thì không được tu lại. Cái đó chỉ là một cái cách nói để cho mình tiến bộ và phát tâm. Tại vì sao phải không? Mình hay giận sách vở về lắm. Bằng chứng là quý cô quán chiếu thử trong cái công tác Phật sự, việc làm của mình coi. Có đôi khi mình đến chùa mình làm công quả nhưng mà hay giận rồi bỏ cuộc lắm. Vì mà người nam á, đôi khi cái tánh không có vậy. Người ta tức, ta giận vậy, nhưng mà người ta thấy được cái đại thể, đại cuộc, cho nên người ta tiếp tục công việc. Còn mình hay, và mình hay dễ bộc phát. Thương ai cũng dễ biểu lộ, mà không thích ai cũng biểu lộ dễ dàng. Thưa Thầy, cho con biết tại sao Đại Đức Thượng Tọa chỉ có đờn bà, không có đờn ông? Dạ, đờn nào cũng có. Thưa đại chúng, cái câu quý vị thường nghe nè: kính bạch chư tôn hòa thượng, thượng tọa đại đức tăng ni. Nghĩa là mình nói dạ con kính bạch hòa thượng tăng, hòa thượng ni, thượng tọa tăng, thượng tọa ni, đại đức tăng, đại đức ni. Nhưng không lẽ mình lên thưa vậy? Cho nên phải thưa là kính thưa quý hòa thượng, thượng tọa đại đức tăng ni. Đó là cái câu thưa, chữ hai chữ tăng ni là mình muốn gọi trên đó. Ba cái thành phần trên, nam nữ đều có hòa thượng, có thượng tọa, có đại đức. Còn nếu mà cái danh từ hàng ngày mà chúng ta xưng nè, bên tăng á, mà thật sự ra người Việt Nam mình gọi là chữ tăng là dành cho nam, là mình nói là một cái chữ để mình có phân biệt giữa nam nữ, chứ chữ tăng mà dành cho trừ bên nam không là trật á, không đúng. Vì chữ tăng là chữ chung chỉ cho đoàn thể nam nữ, những đoàn thể nào sống thanh tịnh, sống hòa hợp gọi là tăng, chứ chữ tăng không phải dành riêng cho bên nam. Nhưng mà bởi vì chúng ta muốn phân biệt nữ nam cho nên chúng ta gọi là tăng và ni. Chứ thật sự chữ tăng là đã đủ, không cần phân biệt ni nữa. Vì tăng là một đoàn thể, thấy không? Thí dụ như con về nương tựa tăng, hay là tự quy y tăng. Nếu mà mình phân biệt vậy sao không tụng luôn tự quy y ni? Nếu chùa nữ phải tụng tự quy y ni chứ, rồi tại sao chùa nữ cũng tụng là tự quy y tăng? Vậy thì chữ tăng không có phân, ở đây không có nghĩa là dành riêng cho người nam. Thí dụ quý vị đến chư tăng chư ni mà quý vị nói một câu này cũng gọn nữa nè: kính bạch chư tôn đức tăng. Vì vị ni nào mà buồn á, nói đâu có nói tới gì tới tôi đâu. Là vị ni đó chưa hiểu được cái từ chung mình xài, mình dùng. Bên nam gọi là hòa thượng, bên nữ gọi là ni trưởng. Bên nam gọi là thượng tọa, thì bên nữ gọi là ni sư. Bên nam là đại đức, thì bên nữ là sư cô. Có hết mà. Và vị nào từ 40 tuổi đời, 20 tuổi đạo gọi là ni sư, bên nam gọi là thượng tọa. Người đó phải ít nhất 40 tuổi đời và có 20 năm tuổi đạo gọi là thượng tọa hay là ni sư. Vị đó phải là 60 tuổi đời và 40 tuổi đạo thì gọi là hòa thượng hay là ni trưởng. Còn cái từ mà chúng ta thường gọi thân mật trong nhà đó là sư bà. Sư bà, sư ông là để mình gọi thân mật trong nhà thôi, chứ lên hành chánh không có gọi. Ở trên hành chánh văn bản là không có ký tên sư ông gì đó, sư bà gì đó. Ni trưởng hay là hòa thượng. Nhưng mà chữ thượng tọa, chữ hòa thượng á, là sau này chư tổ đề xướng lên trong vấn đề hành chánh của Phật giáo. Chớ thật tình thời của Đức Phật một từ thôi là đại đức. Đại đức Xá Lợi Phất, đại đức Mục Kiền Liên, đại đức A Nan Đà. Còn các vị nào lớn hơn thì chúng ta gọi là trưởng lão.
gọi là trưởng lão. Danh từ thượng tọa hòa thượng là sau này chúng ta dùng để trong vấn đề hành chánh giáo hội, và cũng để trong những cái buổi lễ chúng ta xưng gọi cho có thứ lớp vậy. Chứ còn thật sự ra chữ thượng tọa hòa thượng ngày xưa chỉ để dùng trong giới đàn thôi. Cho nên Pháp Hòa xin thưa vậy để các vị biết là có. Và có thể nói là trong Phật giáo rất là bình đẳng. Chư Tăng có thể làm cử hành một buổi lễ và thuyết pháp, chư Ni cũng có thể cử hành buổi lễ và thuyết pháp mà. Chư Tăng thọ tỳ kheo, chư Ni vẫn có giới tỳ kheo, gọi là tỳ kheo ni giới. Ở các tôn giáo khác có thể điều đó không có thể được. Có một những vị nữ tu là không được đứng trên giảng đường pháp tòa hay là những cái buổi trong một cái chánh điện lễ mà làm lễ. Nhưng mà bên Phật giáo là chư Ni làm được việc đó hết, chứ không có sự kỳ thị. Nhưng mà có vấn đề là như thế này: Đức Phật luôn luôn chư Ni á, là đàn em, chư Tăng là đàn anh, và chư Tăng phải có nhiệm vụ bảo vệ, nâng đỡ chư Ni trong mọi sinh hoạt Phật pháp. Cho nên đi sau đó không có nghĩa là thua lỗ, mà để biểu lộ đức khiêm cung của một người em đi trước người anh, chứ không có phải là mình thua lỗ gì hết á. Đó là biểu hiện đức khiêm cung. Và đối với các vị tu sĩ với nhau thì người ta kính trọng nhau ở cái năm tu, cái hạ lạp. Và thậm chí có những vị tu sau nhưng mà tuổi đời lớn, đôi khi các vị tu trước có tuổi đạo lâu năm nhưng mà tuổi trẻ vẫn kính những vị lớn như thường, chứ không có cái tâm khinh thường. Chà, câu hỏi này mới hay nè. Thưa sư phụ, ế có phải là nghiệp không? ế ý nói là sao đi tìm hoài không có ai á. Thôi không sao, để sư phụ tặng cho bài thơ ế. Có chi đắc ế người ơi, ế thì thông thả đi chơi một mình, khỏi thưa khỏi hỏi khỏi trình, phải không? Uống ăn tự tại một mình chẳng lo. Tại sư phụ ế. Chứ sư phụ cũng tự làm thơ ế an ủi mình chơi. Có chi đắc ế người ơi, ế thì thông thả đi chơi một mình, khỏi thưa khỏi hỏi khỏi trình, uống ăn tự tại một mình chẳng lo. Nói này chút ha, thì trong kinh Tăng Chi Bộ á, Đức Phật có nói nếu như mà hai người đó họ thương nhau và họ muốn đời này họ làm vợ chồng mà kiếp sau họ vẫn là vợ chồng nữa đó, thì Đức Phật có chỉ ba cách để có thể tiếp tục làm chồng vợ với nhau. Điều thứ nhất, khi còn đang sống với nhau phải giữ lòng chung thủy, không khởi tâm và quan hệ tình cảm dục nhiễm với người khác. Điều thứ hai, nếu một trong hai người ai chết trước thì trước khi chết phải nói lời phát nguyện. Thí dụ như nói là anh mong rằng kiếp sau mình vẫn còn được gặp nhau để kết thành vợ chồng. Đó là người nào mà chết trước á, trước khi chết nói lời đó. Điều thứ ba, người ở lại thì phải ở độc thân một mình cho hết đời đó, và đồng thời cũng phải có cái tâm ý là muốn gặp lại người đó thì cái duyên vợ chồng kiếp sau của đời này nó mới được kết nối. Trong kinh Phật dạy điều đó, mà nó rất là thực tiễn thôi. Ví dụ như bây giờ á, mình đang sống với người đó mà mình đã khởi tâm người đó, tức là ngang đây là cái tình cảm vợ chồng mình đã đứt rồi. Còn nếu mà người kia mà đi trước mình á,
mới có mùng 3, mùng 7 á, hay là mình có ráng lắm mà tới mùng 10 á, thì làm sao tiếp tục được nữa, phải không? Cho nên trong kinh Tăng Chi Bộ Đức Phật dạy điều đó. Nếu vợ chồng nào muốn tiếp tục, nếu đời này mình sống hạnh phúc với nhau và mình biết rằng á, mình muốn tiếp tục cái hạnh phúc này nữa, thì phải làm được ba điều đó. Mà thưa đại chúng, đời này làm vợ chồng á, mà hạnh phúc, không có khổ đau, không gây gổ, hay là có đi nữa hờn giận nói chút ít chứ không có gì hận thù quá đáng đó, là mình biết rằng đời đó trước hai vợ người này cũng đã có thiện duyên rồi đó, chứ không phải bình thường. Còn nếu mà nói về cái thật sự mà nói, thì mình ở chế độ độc thân single vẫn là cái pháp thông dong tự tại. Nhiều khi mình nghĩ mình ế, nhưng mà những người mà ta đắc quá, ta thấy mình ế ta ham. Cho nên đừng có tưởng không ai hâm mộ mình nha, nghe người những người ế. Không có đâu. Thí dụ như ế như ở quý thầy quý cô, đi đâu ta cũng thương mà. Cho nên đừng có lo chuyện đó. Thật sự ra là mình không có nợ thôi. Bây giờ Pháp Hòa nói á, hai vợ chồng mà thương nhau, mà ủng hộ nhau, ví dụ như mình đi chùa, chồng không có nói gì hết trơn á, nhưng mà trong thâm tâm của mình vẫn thấy mình có một chút trách nhiệm gì phải đi về nhà đúng giờ, hay là để người kia chờ ở nhà không, vẫn phải có, dù người kia hoan hỷ và không nói gì mình, nhưng cái bổn phận của mình nó còn nằm ở nơi mình. Cho nên không thể nào mà chúng ta thông dong thoải mái một cách 100% được, dù người kia có ủng hộ mình. Cho nên á, nếu mình á, đợi tới khi mà mình lâm vào cái cảnh khổ bất an rồi á, thí dụ mình không có duyên với cái chuyện tình ái mà cứ ráng đi tìm, mà cái vú này là vú ép à, mà ép không phải duyên mà ép hoài, thì cuối cùng khổ tới hồi mình nói trời ơi biết vậy tôi không thèm. Nhưng mà khi đó mình trễ rồi, phải không? Cho nên thôi yên tâm đi, có khi đi nửa cuộc đời cũng không tìm được một người mình yêu. Lắm khi chỉ một buổi chiều mình gặp người đó mình yêu tới già. Chứ đừng có lo, nếu là duyên rồi thì làm gì cũng là duyên. Con thắc mắc, con đi các chùa, con cũng thấy có chùa khi sắp bồ đoàn ngồi cho hàng Phật tử đều để khoảng trống ngay chính giữa và sắp hai hàng Phật tử ngồi hai bên. Bên nam đứng sau quý thầy, quý sư cô có mặc áo tràng, hay các bà lớn tuổi đứng trước hàng người nhỏ tuổi có mặc áo tràng hay không có mặc. Vậy có chùa không sắp trống khoảng giữa như vậy, ai đến trước ngồi trước, đến sau ngồi sau, ngồi luôn khoảng giữa, nam nữ lẫn lộn, vậy có ảnh hưởng gì không? Hay mỗi chùa nghi luật khác nhau? Kính mong thầy giải thích cho chúng con rõ. Và tại sao mình phải để trống hàng chính giữa để làm gì? Tại rộng quá là để hàng chính giữa chờ đợi. Thưa đại chúng, thường thường là như thế này. Thật sự đó, cái thời Đức Phật á, các vị U Bà Tắc, U Bà Di mà đến thăm Phật á, thì Đức Phật ngồi giữa là các vị cứ mặc áo trắng ngồi xung quanh Ngài để Ngài nói pháp thôi. Bây giờ mình không còn Đức Phật thì mình đặt tượng Phật ở giữa và mình tạo thành một cái lễ đường để mọi người vào trong đó theo thứ lớp. Thì có chùa thì người ta rất là organize, tổ chức rất là chặt chẽ, thì người ta sắp xếp bồ đoàn tọa cụ hay là những chiếc ghế rõ ràng phân biệt để mọi người ngồi vào đó không có lộn xộn. Còn có những nơi người ta không có nhiều cái sinh hoạt, hoặc không đủ nhân sự, hoặc chưa được sắp xếp việc đó, thì người ta như vậy thôi chứ cũng không có một cái quy ước. Nếu nơi nào có sự sắp xếp thì tự nhiên mình thấy đâu nó vào đó, còn không có sự sắp xếp thì mình thấy nó hơi lượm thượm một chút mà thôi, chứ không có cái gì đúng cũng không có cái gì sai. Không phải là mình ngồi lẫn lộn như vậy là không tốt, nhưng mà nếu mình sắp xếp rõ ràng thì người ta đi vào, người ta dễ dàng, người ta ngồi hơn,
ta biết à, nam ngồi mé này, nữ ngồi mé kia. Mà có khi người nam ít quá mà phân biệt như vậy rồi hồi cái này, bên nam âm thịnh dương suy, phải không? Thành thử đôi lúc người ta biết được cái chỗ người ta đạo tràng đó, người nam rất ít thì người ta chỉ để một người, vài người nam ngồi trước, đa phần là chia đều hai bên, nó tùy theo hoàn cảnh. Còn trừ cái khoảng giữa là để mình đi lên đi xuống khi mà hành lễ cho dễ dàng. Đặc biệt là ở khoảng giữa của chánh điện, đó là vị trí của trụ trì. Mình là Phật tử tại gia hay là những vị xuất gia mà đến thăm chùa người khác mà giữ đúng lễ cũng không bao giờ đứng giữa chánh điện. Ví dụ ở trên, dù trên này đi, đứng ở dưới này thì được, chứ còn mà bước lên trên ngay giữa trên này là không được. Tại ở trên này, vị trí này đã phân biệt thành một cái nơi như thế này, là vị trí trên này chỉ có những vị lớn, những vị trụ trì, đặc biệt là ở khoảng giữa. Cho nên ở chùa người Hoa đó, người ta rất là rõ ràng, người ta để một cái gối cao ở ngay phía giữa đó, là người ta để cho vị trụ trì, chỉ có vị trụ trì mới được đứng vào cái vị trí đó khi khóa lễ. Và cái cách người ta đeo sâu chuỗi, mình nhìn sâu chuỗi người ta đeo, mình biết vị đó là trụ trì, hoặc là trụ trì của các chùa đến để làm một cái khóa lễ. Các vị đó thường đắp cái y màu đỏ, cái y đó gọi là tổ y. Khi mà truyền giới theo Trung Hoa đó, ngoài ba y ra người ta truyền một cái y gọi là tổ y, nghĩa là y đó được truyền thừa từ thế hệ này tới thế hệ khác, cho nên gọi là tổ y. Và khi vào khóa lễ mà có vị trụ trì thì vị trụ trì sẽ đắp y màu đỏ. Dù vị trụ trì đó chỉ mới 20 tuổi hay 25 tuổi, người ta vẫn đắp chiếc y đó, bởi vì người ta không nghĩ như mình nghĩ là làm hòa thượng mới được đắp y đại y hay là hồng y. Nhưng mà vì cái chức, cái nhiệm vụ của người ta đã là một vị trụ trì thì người ta phải đắp chiếc y đó và đeo một cái sâu chuỗi dài tận ở dưới gót, để khi người ta nhìn vô trong cái hàng ngũ các vị làm lễ, ta biết đó là vị trụ trì đó. Còn theo Phật giáo Việt Nam mình thì mặc giống nhau hết, thậm chí khiêm cung không có dám đắp những cái y lớn, thì vô không biết vị nào trụ trì, phải hỏi, phải giới thiệu. Nhưng mà người Hoa rất là rõ ràng trong cái hình thức đó. Con rất là vui mừng được thầy qua đảo Maui và gặp được thầy bằng xương bằng thịt, giảng pháp và giải đáp những câu hỏi để chúng con hiểu rộng. Ở chùa và nhà con thường thấy cúng Phật như bông, trái cây, đèn, nhang, nước, và những thứ này tượng trưng cho những gì? Thưa đại chúng, khi mình cúng Phật thường là có 6 thứ để cúng, gọi là lục chủng cúng dường. Lục chủng cúng dường là gì? Một là hương, tức là nhang; hai là đèn; ba là trái cây; bốn là gì nữa? Hả? Hoa. Năm là đồ, đồ tức là thức ăn á. Sáu là nhạc. Tức là chúng ta cúng dường Tam Bảo, cúng dường Phật có 6 thứ: đèn, nhang, hoa, trái là 4 thứ căn bản mình thường thấy. Thứ năm là thức ăn. Ví dụ như trên bàn thờ Phật Việt Nam đó, ngoài những 4 thứ đó, có chén chè phải không? Có dĩa xôi phải không? Chè xôi là đồ. Còn ví dụ mình trong buổi lễ mình hát trầm hương đô, đó là nhạc. 6 thứ cúng dường Tam Bảo. Phật mà thuyết pháp xong là chư thiên xuống rải hoa cúng dường, chư thiên tấu nhạc cúng dường. Mà nhạc đó không phải là những cái bài nhạc buồn, không phải là những bài nhạc khổ đau, mà những bài nhạc có tính cách hướng thượng. Cho nên nhạc lễ, ví dụ như mình tán đó, lắc chuông, lắc linh nè, có trống nè, có tang nè, có mõ nè, những cái nhạc lễ đó, những khí pháp khí đó ta thỉnh lên đó, đó là một hình thức nhạc đó, nhạc lễ để tán thán, để cúng dường. Chứ cúng dường Phật có 6 món, chúng ta gọi là lục chủng thành tựu. Hương á là tượng trưng cho giới, vì hương là thơm, hương mà xông lên thì thơm ngát. Cũng như vậy, một người đạo hạnh, hương đức hạnh của họ tỏa ngát. Cho nên kinh Pháp Cú mới có câu: tất cả các thứ hương, không hương nào bay được ngược gió.
chỉ có hương người đức hạnh bay ngược gió bốn phương. Vì vậy cho nên thắp cây hương để nhắc nhở mình về vấn đề hương đức hạnh. Đó là một ý. Ý thứ hai, khi quý vị thắp hương thường là thắp mấy cây? Ba, phải không? Tượng trưng cho giới, định, tuệ. Nhưng mà thật sự ra trong định có tuệ, trong tuệ có định, có giới, chỉ cần thắp một cũng đủ. Cho nên chúng ta thắp một cây hương cũng đủ, vì một mà có ba. Cái điều thứ ba để chúng ta quán về cây hương, quý vị nhìn thấy cái gì xông lên? Khói. Cái gì rơi xuống? Tro. Phải không? Cũng như thế, cây hương thắp lên là để nhắc nhở mình. Nếu tâm mình rỗng rang nhẹ nhàng thì như làn khói bay lên. Nếu tâm mình nặng nề thì như tro rớt xuống. Thắp một cây hương thôi mà đầy đủ nhiều cái ý nghĩa trong đó. Bây giờ nói tới hoa. Hoa đẹp không? Ai cũng thích. Vậy thì chúng ta phải học hạnh như hoa, đến đâu cũng tươi mát nhẹ nhàng. Bên cạnh đó, hoa còn nhắc nhở chúng ta một ý nghĩa gì? Vô thường. Đẹp đó, xinh đó, nhưng mà rồi héo tàn cũng không xa. Hoa kia đẹp nên hoa mau tàn tả. Bướm lịch sinh nên bướm bị ép khô. Khuyên ai chớ có mơ hồ, soi gương qua bướm để tô điểm mình. Vậy cắm hoa hai ý nghĩa, một là vô thường, hai là đến với nhau như những nét đẹp của hoa. Đối với bình hoa thì bên này là gì? Dĩa trái cây, phải không? Trái cây là tượng trưng cho nhân quả, vì chúng ta thường gọi trái là quả. Trồng quả cam ra trái cam, trồng quả táo ra quả táo. Như vậy thì nhắc nhở chúng ta đừng quên đạo lý của nhân quả. Rồi có nhiều người nói đông bình tây quả. Vậy đông ở đâu mà tây ở đâu? Đông bình tây quả là một câu nói để biểu tượng cho hai cái đối lại. Bất cứ mình để bình ba bên nào thì bên kia là bên trái cây. Cái ý của người ta muốn nói đông bình tây quả là như vậy đó, tức là hai cái đối lại. Và nếu mà còn đối lại là gì? Hoa là nhân mà trái là quả, nhân quả đồng thời. Cho nên khi trưng trái cây á, không có được để lè phè. Nếu bốn trái thì phải kiếm cái dĩa nhỏ, đơm ba trái ở dưới, một trái ở trên. Chứ không có bốn trái, năm trái mà kiếm cái dĩa bự rồi để nó lè phè, nó lăn tới lăn lui vậy nè, là quả này lung lay dễ rớt. Trưng trái cây là phải đơm cao lên để biểu tượng rằng mình tu hành và mong muốn quả mỗi ngày, mỗi thăng tiến. Quý vị hiểu được ý đó không? Đèn hai cây là tượng trưng cho trí tuệ Phật và trí tuệ chúng sanh ngang nhau. Cho nên đó, trên bàn Phật để hai cái đèn, trí tuệ của Phật và trí tuệ chúng sanh giống nhau. Cho nên nhìn vô cái bàn thờ của Phật giáo đó, là chúng ta thấy được cả cái đạo lý, giáo lý căn bản hướng dẫn một Phật tử hướng tâm: nhân quả, giới pháp, trí tuệ. Cho nên để một cái bàn thờ không hề có mê tín nếu chúng ta hiểu được đạo lý. Và bất cứ chúng ta làm việc gì mà nếu chúng ta hiểu việc làm của chúng ta thì việc làm đó tự nhiên trở thành ra trí tuệ chứ không hề mê tín. Mình tin mà không hiểu mới mê, còn tin mà hiểu thì tính chứ còn không phải là mê. Và nếu tin mà không hiểu mà cứ làm hoài mà càng làm càng đắm chìm thì gọi là cuồng tín. Mê tín chứ không phải là chánh tín hay là chân tín. Để Pháp Hòa giải thích sơ qua cái ý nghĩa nhang đèn trên bàn thờ. Con có một câu hỏi, khi mình thỉnh Phật, bất cứ tượng Phật nào con nghe người ta bảo gửi chùa để khai quang điểm nhãn, nhưng có người nói rằng không có thầy cô người nào dám khai quang điểm nhãn Phật hết, vì Phật là người toàn giác cao siêu nhất. Vậy ai dám khai quang làm việc đó? Xin thầy khai thị cho chúng con hiểu. Thưa đại chúng, cái từ mà khai quang điểm nhãn đó, khai quang nghĩa là mở ánh sáng, điểm nhãn là chấm con mắt. Đó là theo quan niệm người xưa, là bởi vì cái tượng Phật người ta làm á, tượng ở ngoài tiệm mình mang về, cái tượng này chưa được
cái sự gia trì của chư tăng, mở ánh sáng, mở mắt để mà coi như là cái tượng này trở thành một tượng có giá trị. Nhưng mà nếu mình hiểu theo cái nghĩa thường á, là mình làm sao dám khai quang điểm nhãn Phật? Phật phải là người khai quang điểm nhãn cho mình. Nhưng mà bây giờ á, Pháp Hòa sẽ thưa đại chúng là khai quang điểm nhãn cho mình chứ không phải cho tượng Phật. Pháp Hòa ví dụ vậy nè. Bây giờ quý vị đem tượng Quan Âm lên nhờ thầy khai quang, thì thầy cầm bức tượng này lên, thì thầy mới hỏi chứ, cô biết tượng này tượng gì không? Nói dạ tượng Quan Âm. Cô có biết Quan Âm tượng trưng cho hạnh gì không? Dạ hạnh từ bi. Hay là nói là dạ con không biết, Quan Âm mà phù hộ cho mạnh giỏi. Bắt đầu thầy mới nói nè, Đức Quan Âm tượng trưng cho hạnh nhẫn nhục, tượng trưng cho hạnh lắng nghe. Mình thờ Đức Quan Âm là mình phải học hạnh của Ngài nhẫn nhục và biết lắng nghe. Bình Cam Lộ là tượng trưng cho nhẫn nhục, cành dương liễu là tượng trưng cho tinh thần uyển chuyển tùy duyên trong mọi nơi mọi lúc. Cái ấn mà Ngài bắt là tượng trưng cho sự kiên trì. Cô thờ Đức Quan Âm, cô nhớ học hạnh Đức Quan Âm, dũng mãnh kiên trì, nhẫn nhục từ bi. Ồ vậy hả thầy, hôm nay con biết được cái nghĩa đó rồi, con xin học theo hạnh của Đức Quan Âm. Vậy mình có khai quang cho cô đó chưa? Mình đã điểm nhãn cổ chưa? Vậy khai quang điểm nhãn cho ai? Cho tượng Phật hay cho người thờ? À, khi mình cầm một cái vật lên, cái vật đó mình cầm trên tay, mình lấy cái tâm mình ấn vô cái vật đó, gọi là tâm ấn vật. Tâm của mình ấn vô cái vật đó. Rồi mai mốt mà mình cầm cái vật đó lên á, mình nhìn cái vật mình nói vật ấn tâm. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ, quý vị đi đảo Hawaii khóa tu, ngày mai là hết tu và được dõng dù đi chơi, đi dạo đâu đó, thấy một cái món hàng, thấy món hàng nhớ tới người bạn. Vậy thì khi thấy món hàng mà nhớ người bạn thì cái đó gọi là gì? Vật ấn tâm. Tâm mình có người bạn, thấy món hàng đó nhớ người bạn thì là vật ấn tâm, phải không? Mua món hàng đó về cầm lên tặng bạn. Tôi đi chơi ở đảo, tôi gặp cái này tôi nhớ chị, tôi mua món quà này để tặng chị. Người bạn đó cầm món quà đó lên kỷ niệm cất. Mai mốt người bạn đi ngang món đó, chị cái này á, chị Bảy chỉ cho tôi nè, tội nghiệp đi chơi mà nhớ tôi. Vậy thì cái món hàng đó là vật ấn, vật ấn tâm. Khi mình mua tặng cho bạn là tâm ấn vật. Bạn của mình nhận món quà nhớ tới mình là vật ấn tâm. Quý vị cầm cái tượng Phật lên nhờ thầy chú nguyện, thầy cầm vật lên, thầy lấy tâm thầy ấn vào đó là thầy lấy tâm ấn vật. Ai muốn khai quang tượng nào Pháp Hòa cũng khai hết á. Nhưng mà mình nói cho người ta hiểu được cái ý nghĩa của thờ, ta mở ánh sáng ta lên. Thầy ơi, thầy chú nguyện dùm con thần tài thổ địa. Cô biết thần tài là cái gì không? Là ông thần giữ tiền. Cô biết thổ địa là gì không? Là ông giữ đất. Đất là nhà cửa, tiền là của cải mình làm ra. Nhớ có tiền giữ cho kỹ, đừng có xài phung phí. Nhà mình mà yên ổn thì tiền của nó còn. Vợ chồng yên ổn là nhà cửa còn, đất đai còn, tiền của còn. Vợ chồng mà rung rinh là đất phân hai, tiền của phân hai. Thờ thần tài thổ địa, thổ địa là mình, mình là người giữ của. Đất mà còn là tại vì thổ sanh kim. Thờ thần tài thổ địa là biểu tượng cho ngũ hành. Thổ sanh kim, đất sanh vàng, đất sanh ra tiền. Tâm này mà vững thì tiền nó sanh. Cô hiểu được ý nghĩa thờ thần tài thổ địa chưa? Dạ con hiểu rồi. Vậy mình khai quang cho cổ chưa? Điểm nhãn cho cổ chưa? Khai quang điểm nhãn không phải khai tượng Phật mà khai người thờ. Anh thờ mà nó không hiểu gì hết thì càng thờ anh càng tối tâm chứ không có phát quang được.
Cho nên ai mời Pháp Hòa tới tiệm cúng và cũng đi nữa. Đi tới tiệm cúng mở khai trương, giảng cho họ nghe ý nghĩa khai trương. Cho nên trong Phật Pháp, Pháp nào cũng là Pháp Phật. Nếu mà mình biết đem Pháp Phật, mình ấn vô trong cái Phật đó, thì Phật nó thành ra Pháp hết. Vậy quý vị hiểu được khai quang điểm nhãn không? Nhưng mà thường mình nói thầy ơi, nhờ thầy chú nguyện giùm con. Thật sự ra có kinh gì gọi là kinh chú nguyện đâu. Nhưng mà thầy gia trì vô đó bằng cái tâm của người vị tu đó. Xin Bồ Tát Quan Âm gia hộ cho Phật tử thỉnh tượng Phật về thờ, phát tâm từ bi, phát đại trí tuệ, nhẫn nhục, nhu hòa, bình an trong cuộc sống. Tất cả những thiện lành gì mà mình muốn gia trì cho người Phật tử đó, mình chú vô đó, là chú nguyện chứ gì đâu, chứ đâu có bùa phép gì đâu. Cho quý vị mà đi thăm bệnh á, vô thăm bệnh là thường mình lấy tay mình áp lên tay người bệnh, phải không? Có không? Trời, bác vô đây lâu chưa, con đâu có hay bắt bệnh. Bữa nay đi chợ gặp chị Bảy, chị nói bác bệnh, con đi thăm bác. Nói mà lấy cái tay xúc chạm lên, cái đó là một cái ấn đó. Cái đó là một cái ấn đó. Con kính chúc thầy pháp thể an khang, chúng sanh dị độ, chứ không phải vị độ nha. Khi mà viết chữ dị là VD là dễ độ, còn viết thành chữ vị là vi y ngắn đó, là chữ vị này là không thể được. Nói con chúc thầy pháp thể khinh an, chúng sanh vị độ, nghĩa là không độ được ai hết. Có một cái cô đó, cổ viết cho bà cái thơ, thì cuối thơ của nó: con kính chúc thầy pháp hòa vô minh muôn năm. Vô minh đó. Con có câu hỏi, xin thầy cho con được biết, khi bắt đầu vô kinh và đọc chú Đại Bi rồi thì mình ngồi yên tại chỗ mình tụng, không được đứng dậy đi qua đi lại. Vì có người nói tụng chú Đại Bi là mời các long thần ngộ pháp chứng minh và người khuất mặt đến tụng kinh với mình. Vậy khi đứng lên đứng xuống là bước qua mình, bước qua mình vô hình, bước qua bước lại vô tình đạp lên người khuất mặt, đúng không thầy? Có gì tụi con tránh không tái phạm. Hiểu câu hỏi không? Nghĩa là khi mình tụng kinh, mình bắt đầu tụng chú Đại Bi rồi, là mình mời Phật, mời Bồ Tát, long thần, hộ pháp, các vị khuất mặt ngồi đầy dãy trong chánh điện tụng với mình. Cho nên mình phải ngồi yên chỗ tụng, không được đứng lên đứng xuống. Nếu mà đứng lên đứng xuống, đi tới đi lui là vô tình mình đạp lên những người khuất mặt. Hồi nào giờ có ai bị hất chưa? Nếu mà có người nào mà lỡ đi tới lui mà bị tự nhiên đang đi chỗ trống đó ta hất lật, nó là người khuất mặt ngồi đó. Trời ơi, mình làm như người khuất mặt dại lắm vậy. Ngồi yên cho mình đạp họ. Đây là một trong những ý niệm tà kiến. Thưa đại chúng, tà kiến nghĩa là những cái thấy sai lệch, chứ không có phải tà ma gì hết. Chữ tà Pháp Hòa thường nói hoài là nó lệch, nó không đúng vậy thôi. Tà kiến nghĩa là những cái như vậy nè, đó hình thức vậy đó. Rồi vô tình mình biến đạo Phật bằng những cái hình ảnh như thế này. Mình tụng chú Đại Bi, dù mình có hiểu rằng tác các vị có đến đây với mình, thì các vị ngồi trong khắp cõi hư không này đi nữa, thì các vị cùng tụng kinh với mình. Và xin lỗi đại chúng, người ta cũng thông minh lắm chứ. Pháp Hòa nói ví dụ, giờ Pháp Hòa đang ngồi chật đây nè, một người muốn đi ngang mình, không lẽ mình không tránh cho người ta đi? Mà người nào mà thấy rồi cũng phải né chứ. Chứ không có cái chuyện mà mình đứng dậy rồi đạp lên người ta. Nói kiểu này là không ai dám đi chùa. Khuất mặt ngồi đông quá, lỡ đạp. Rồi ví dụ giờ vị nào mà xin lỗi, người ta muốn đi vệ sinh quá mà không cho đứng dậy sợ đạp.
Lát mình có willing để chùi chỗ đó không? Nguy hiểm lắm á. Thôi mình ráng một câu hỏi nữa là xong nha. Thưa thầy, trì chú Đại Bi và chú Chuẩn Đề khác nhau chỗ nào, xin thầy giải thích cho chúng con. Quá dễ. Chú Đại Bi khác với chú Đại Bi à, chú Đại Bi và khác với chú Chuẩn Đề là chú Đại Bi dài hơn chú Chuẩn Đề, tụng lâu thuộc hơn chú Chuẩn Đề. Thưa đại chúng, Chuẩn Đề nói cho đủ là Tô Tất Đế. Bởi vì chữ Tô Tất Đế dịch là diệu thành tựu. Chuẩn Đề thì có hai nghĩa là vị thi và thành tựu. Vị thi nghĩa là mình có khả năng, thi vi có nghĩa là mình có khả năng thực hiện những ước nguyện, những lời phát nguyện của mình. Cho nên đây là một hình ảnh của Đức Bồ Tát do phát nguyện mà thành tựu, cho nên gọi là diệu thành tựu. Pháp Hòa ví dụ nha, hai ni sư về đây đó, ở trên cái đảo này mà lập cái tu viện, cái một cái chùa như vậy đó, khó không? Khó mà không có lui bước, vẫn tiếp tục phát nguyện và làm những công việc của mình. Cái đó gọi là thi vi. Thi vi là giữ vững cái thời nguyện của mình. Và cuối cùng bữa nay thành tựu chưa? Thành tựu gọi là diệu thành tựu, Tô Tất Đế Chuẩn Đề rồi đó. Và vì sao mà mình phát được cái nguyện đó? Vì mình có chân trí. Chân trí là gì? Có được cái trí tuệ chân chánh để nhận xét. Cho nên thường người ta tạo Đức Chuẩn Đề, tạo cái hình ảnh Đức Chuẩn Đề ở chính giữa có con mắt thứ ba. Con mắt thứ ba là tượng trưng cho chân trí hay là thật trí. Còn 18 cánh tay là tượng trưng cho những cái hình ảnh gọi là quyền thừa. Nghĩa là vì thấy được việc đó cho nên tất cả việc làm của mình linh động. Cho nên 18 cái cánh tay, mỗi tay cầm một pháp khí. Cái bài thần chú này được trích trong một cái bản kinh gọi là Phật Mẫu Đại Chuẩn Đề Đà Ra Ni Kinh. Còn chú Đại Bi á, là một bài chú được trích trong một quyển kinh có tên là Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát Quảng Đại Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà Ra Ni. Kinh tên rất là dài. Và trong đó trước khi nói thần chú này, Đức Quan Âm nói rằng á, nơi nào chúng sanh bệnh tật đói khổ mà muốn, vì con muốn khởi lòng từ bi cho nên nói ra bài thần chú này để giúp cho các vị phát triển tâm tự. Cho nên nói tóm lại, về năng lực thần chú nào cũng giống nhau, và mỗi bài thần chú chuyên chở một pháp tu. Chú Chuẩn Đề để giúp cho mình thành tựu được những ước nguyện của mình như cái ước nguyện mình muốn. Còn chú Đại Bi là giúp cho mình phát triển tâm từ. Cho nên mở đầu cái lời là Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà Ra Ni. Thiên thủ là ngàn tay, thiên nhãn là ngàn mắt. Vô ngại đại bi tâm nghĩa là tâm không còn có gì ngăn ngại nữa, thì tất cả sự ngăn ngại đó được chuyển thành Đà Ra Ni hết. Tại sao? Vì Đà Ra Ni có ba nghĩa. Đà Ra Ni là vô ngại, Đà Ra Ni là tổng trì. Tổng trì là gì? Tổng cất tất cả pháp, trì tất cả nghĩa. Mình gồm thâu tất cả các pháp mà mình hành xử tất cả các pháp tùy theo cái hoàn cảnh của chúng sanh, cho gọi là Đà Ra Ni. Cho quý vị trì thần chú nào cũng được. Thần chú Chuẩn Đề giúp cho mình thành tựu những ước nguyện của mình. Thật ra bài thần chú nó chỉ có mấy câu thôi. Nam Mô Tát Đa Nẵm Tam Miệu Tâm Bồ Đề Câu Chi Nẵm. Những câu đó chưa phải là chú. Câu đó chỉ là tán dương, là biểu tượng. Câu chú chỉ có một câu thôi: Án Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Đó là tâm chú của Chuẩn Đề. Mỗi bài thần chú nó dài lắm, nhưng mà nó có một câu tâm chú cuối cùng. Mà cái câu tâm chú là câu quan trọng nhất
chúng ta nếu hành trì thì trì câu đó đã đủ. Thí dụ như nguyên bài chú Lăng Nghiêm á, tâm chú của Lăng Nghiêm là cái câu cuối cùng: án a na lệ tỳ xá đề bệ ra bạc xà ra đà rị, bàn đà nể bạc xà ra bán ni phấn hổ hồng đô lô phấn ta bà. Còn cái câu chú Đại Bi á, tâm chú của nó là gì? Án tất điện đô mạng đa ra bạc đà dạ ta bà ha. Còn tất cả câu trước từ Nam Mô Hắc Ra Đắc Na Ra Ra Dạ Gia gì đó, đó là những câu ca ngợi Tam Bảo, tán dương Phật Pháp Tăng, cũng như là những cái pháp thân của Đức Quan Âm. Còn câu thần chú cuối cùng mới là tâm chú. Chú Dược Sư cũng vậy. Cái câu tâm chú của chú Dược Sư là án bệ sắc thệ, bệ sắc thệ, bệ sắc xả tam một yết đế xóa ha. Mình trì nguyên bài cũng được, mình trì chỉ cái câu tâm chú đó cũng được. Còn bốn câu đầu á, khể thủ quy y tô tất đế, đầu diện đảnh lễ thất câu chi, nhớ bài đó không? Ngã kim xưng tán đại chuẩn đề, duy nguyện từ bi thùy gia hộ. Và bốn câu đó là bốn câu tán dương đức chuẩn đề của Ngài Long Thọ. Khi Ngài trì cái mật pháp đó, Ngài đã nói lên bài kệ đó để tán dương đức chuẩn đề. Cho nên cái bài đó là của Ngài, của Tổ Long Thọ, Ngài viết ra để tán dương bài thần chú, tán dương đức chuẩn đề. Câu hỏi cuối: hàng Phật tử chúng con quy Tam Bảo phải giữ gìn năm giới và có cần phải thọ Bồ Tát giới hay không? Thưa không cần, năm giới là đã đủ. Còn mình muốn thọ thêm thập thiện Bồ Tát giới đó là phát tâm thêm, chứ tất cả nền tảng tu tập năm giới là đã đủ. Lá cờ Phật giáo có mấy màu? Năm màu. Năm màu của lá cờ Phật giáo là tượng trưng cho năm giới mà tất cả quý vị thọ. Còn năm cái màu phía dưới, năm cái ở trên là năm giới, còn tượng trưng cho năm châu. Nếu năm châu này mà thực hiện được năm giới thì một tổ thành một cái toàn thể, một cái địa cầu, một cái thế giới bình đẳng, cho nên có năm cái màu phía dưới. Năm cái màu nhỏ nhỏ phía dưới là đại đồng, là tổng thể. Năm ở trên là năm châu và năm giới. Nếu trong năm giới và Bồ Tát giới mà mình đã thọ mà luôn phạm lỗi thì có nên không? Cái này khỏi trả lời, mình biết rồi, phải không? Khi quý vị, tất cả chúng ta là cư sĩ hay tu sĩ mà thọ giới đó, chúng ta làm hai điều. Quý vị nhớ đây là hai điều chúng ta cần làm trong khi hành trì giới. Một là tác trì, hai là chỉ trì. Hay nói cách khác, mình phải có chỉ trì và tác trì. Thế nào là chỉ trì? Chỉ là dừng, trì là gìn giữ. Mình phải giữ cái việc không nên làm. Ví dụ như không sát sanh, không trộm cắp, không tà hạnh, không nói dối. Cái không làm đó gọi là chỉ trì. Còn bây giờ tác trì nè: phóng sanh, bố thí, chánh hạnh, ái ngữ, sống đời sống an lành, không rượu chè cờ bạc. Cái không làm, cái ác không làm là chỉ trì. Cái thiện cần làm thì gọi là tác trì. Đó là tinh thần của người Phật tử, phải chỉ trì và phải tác trì. Tác trì là phải làm lành, chỉ trì là phải bỏ ác. Thế thì chúng ta thực hiện lời Phật dạy bỏ ác làm lành chưa? Được không? Được. Cái gì xấu ác không làm là chỉ trì. Cái gì mà thiện lành mà làm là tác trì. Mà người nào có chỉ trì, có tác trì là người đó có giữ giới. Dù quý vị chưa ai thọ giới quy y, nhưng tự trong tâm mình vẫn biết ác không được làm, đã là giữ giới rồi. Cho nên đừng sợ quy y. Ngày nào mình thọ giới quy y chỉ là cái lễ để làm gì? Để hộp pháp cho mình trở thành một Phật tử thôi. Chứ thật sự trong đời sống hàng ngày mình đã từng bỏ ác làm lành rồi. Hôm nay phát nguyện để chính thức, để cái đó nó đi vào trong tâm thức của mình. Lỡ vô thường nó đến, mình không sợ, vì cái thiện lành đã tác động trong tâm thức của mình. Cho nên quy y á, hồi nhỏ đó không biết gì hết, lớn lên có ý thức phải quy y, phải làm lễ lại, để cái pháp quy y nó tác động trong tâm thức của mình. Rồi có nhiều vị sẽ nói rằng thôi quy y rồi mất tự do, quy y rồi làm sợ tội, quy y làm có tội, bộ không quy y làm không tội à? Nhưng mà quy y rồi á, lỡ có muốn làm á, cũng nương tay, cũng biết cái gì mà tội lỗi để mà còn dừng lại kịp thời. Thôi chúng ta hết giờ.
Thưa đại chúng, là chiều hôm nay mình cũng đã cố gắng trả lời hết những câu hỏi mà hồi tối còn dư lại. Thì mong rằng sau một giờ này, Pháp Hòa tạm chia sẻ những cái hiểu biết của mình qua những câu hỏi của đại chúng. Có điều gì sơ sót, chưa được trọn vẹn thì xin đại chúng hoan hỷ cho. Bây giờ chúng ta hồi hướng để chúng ta tiếp tục chương trình của buổi chiều ở tại chùa. Thì chút xíu sau khi phần hồi hướng thì quý sư cô sẽ thông báo thêm. Chúng ta chắp tay nghe ba tiếng chuông để hồi hướng.